chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại Bắc Hà, Lào Cai nhé bạn. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và chính thức dẫn anh lực sĩ Phạm Văn Mách vào bản nhé các bạn. Bữa giờ thì anh em mình đi một cái hành trình xuyên Việt từ Sài Gòn ra tới Lào Cai, ra tới Tây Bắc để cùng với anh lực sĩ Phạm Văn Mách khám phá bản làng ở đây. Thì hôm nay phải nói là một cái ngày mà mình nghĩ là anh Mách sẽ rất là ấn tượng. Tại vì lần đầu tiên anh Mách được chứng kiến những cái khung cảnh bản làng ở trên các cái vùng núi cao đây. Thì nãy giờ anh Mách khi mà trên đường từ trung tâm của thị trấn Bắc Hà lên đây thì có cái cảm nhận như thế nào anh Mách nhỉ? Thật sự là quá hùng vĩ luôn. Mách không nghĩ là Việt Nam mình có những cái danh lam thắng cảnh đẹp như thế này. Lúc nãy là trên xe là Mách thấy đồi núi chập trùng rồi mây bay nhẹ nhẹ. Đó, giống như là bồng lai tiên cảnh nha mọi người. Đó, rất là thích nha. Chia sẻ với anh Mách là thực sự những gì mà anh đang cảm nhận nãy giờ nó chỉ là một trong rất là nhiều các cái cảnh đẹp của Tây Bắc thôi. Wow. Mỗi mùa nó lại đẹp mỗi cái cảnh khác nhau. Tuy nhiên là có những nơi nó còn cao, còn hùng vĩ, còn hiểm trở hơn như thế này nữa. Nhưng mà hôm nay anh em mình lên đây là để ngày mai anh Mách đi chợ phiên Bắc Hà, một trong những chợ phiên nổi tiếng nhất ở khu vực ngoài này. Nói về cái khu vực hôm nay anh em mình khám phá Bắc Hà thì chắc là phải nhờ anh Hải giới thiệu sơ một chút về cái địa điểm này anh Hải nha. Xin chào khán giả kênh Phạm Dũng. Hiện tại thì mình đang có mặt tại bản phố của Bắc Hà, Lào Cai. Bắc Hà thì chủ yếu người Mông, gọi là người Mông Hoa. Còn ở Sapa thì là người Mông Đen. Bản phố này thì rất nổi tiếng với cả nghề nấu rượu ngô. Ăn thì bắt thắng cố và uống rượu ngô đấy. Thế thì tí nữa anh em mình phải đi tìm một vài nhà mua một chút rượu ngô để ngày mai anh Tú và anh Mách là xuống chợ phiên ăn cùng với đu đưa bà con. Tối nay để thử luôn chứ đâu chờ mai lâu cái lắm. Giải mà đua ngựa hàng năm vào tháng 6 mùa hè là cũng bản này cũng được giải rất là nhiều. Vừa rồi anh em mình có quay đua ngựa Bắc Hà ấy, thì bản phố này là một trong những bản mà có cái truyền thống về huấn luyện đào tạo ngựa đua đúng không chị Tuyên nhỉ? Nên là hôm nay anh em mình sẽ khám phá sơ một chút, tại vì cái mùa này là cái mùa mà chuẩn bị sang mùa đông rồi thì bản làng ở đây sẽ cảm giác hơi khô cằn và có một chút gì đó sơ sát hơn so với các cái mùa, ví dụ mùa xuân hay mùa thu trước đây thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ anh em mình cùng đi cùng trải nghiệm nha. Bản phố này nổi tiếng với cả cái gọi là cao nguyên trắng. Nhưng mà trước khi là đi khám phá thì em có một cái này là em thấy rất là phù hợp với lại thầy. Đấy, cái này là như, coi như là thiết bị đi thầy. Em đố anh Mách đây có thể gọi là anh Mách có từng chứng kiến cái gì như thế này chưa? Đây là mắt đã xem mấy cái phim mà cổ trang đó. Thì mấy bác điều phu thì thường đốn củi trên rừng đi xuống cầm những bó củi như thế này. Đúng rồi. Mới nghĩ là coi thử nha, thử nặng không nha. Đây. Đây. Ôi, chuột nó lên cơ. Lên cơ luôn, tập tạ luôn này. Đấy. Gần 10 cân đó các bạn. Gần 10 cân luôn nha. Mới nghĩ là từ trên núi mà đem xuống dưới chân núi là một kỳ công đó nha. Và anh Mách nhìn xuống luôn. Phía bên này này sẽ thấy bà con đang còn làm luôn. Và tí nữa họ sẽ gùi về nhà. Đang lấy củi luôn nè em này. Đấy, ở dưới vực á. Nhớ chưa? Ô toàn là người phụ nữ đấy à. Nhớ chưa? Wow. Cái cây kia để về cho bò, cho cá. Đúng như cái câu mà anh Mách vừa mới thốt lên, nó toàn là người phụ nữ. Tức là ở đây mình cũng chưa tìm hiểu rõ lắm nhưng mà đa phần những cái gùi cỏ, gùi củi rồi gùi đồ dùng rồi đi nương đi dãy về mình chỉ thấy phụ nữ thôi. Thì có thể là các anh các chú là đang làm việc ở đâu đấy mà mình chưa biết. Bận đi chợ phiên rồi say say. Không kìa. Có nghĩa là chắc cái văn hóa là phụ nữ phải ở đây là phải đốn củi rồi mang về lo bếp núc. Đốn củi. Nhiều khi là chắc là các anh là có cái công việc riêng ấy. Chứ không phải mùi say say. Các bạn biết không, chắc là mình sẽ là mấy anh em mình sẽ hiểu rất là hiểu cái cảm giác của anh Mách. Giống như ngày xưa Phan Diễm ấy đi một cái hành trình dài ra mà sau đó cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân tới Tây Bắc ấy, thì kiểu cảm giác là vỡ òa luôn, kiểu trầm trồ các bạn. Không mà đã nha. Dạ. Khí hậu mát mẻ, phong cảnh hữu tình. Hồi nãy trên đường lên đây ấy. Ta? Anh làm thơ à? Anh làm thơ để đi với anh Tú. Anh Tú làm bài thơ, anh Tú ơi. Anh Tú làm thơ hay lắm nè. Em không biết đâu. Em tự nhiên đột ngột chuyển hướng sang em nên em bây giờ chưa suy nghĩ ra. Chưa kịp ra thơ. Chưa kịp ra. Nắng mùa. Đẹp quá, nắng đẹp quá. Nắng đẹp chưa? Vàng như mật ong. Cái khu vực này nhìn vậy thôi nhưng mà một cái địa điểm rất là nổi tiếng với khách du lịch nước ngoài nha. Hồi nãy mình lên đây thì anh Mách có thể thấy là một đoàn du khách Pháp luôn. Họ đi bộ từ dưới chân núi lên đỉnh núi. Còn anh em mình đi xe hơi. Đặc biệt cái du lịch đi phượt của người nước ngoài là họ thích rất thích đi bộ. Đấy, rất thích đi bộ.
họ là những với chú những bác lớn tuổi nhưng mà họ đi bộ trên đoạn đường dốc rất là dài, đó là một cái động lực mà sau này có thể là mắt phải giữ gìn sức khỏe đến già nên đi tản bộ như thế thì rất là vui. Anh Hải vừa mới phải nhảy xếp nhảy lên hàng rào vì con chó đen ở đây nè. Đâu. Anh em mình sẽ đi xuống dốc. Wow. Ủa sao mấy bạn này hung dữ ha. Nhìn mặt nó hung dữ nha. Cảm giác là bạn nó rất là quyết liệt luôn. Không, bạn trên này rất là nổi tiếng với cả chó là gọi là chó Mông Cổ Bắc Hà. Một con chó có thể bằng con xe quay luôn, 20-30 triệu. Mai anh ra chợ phiên anh nhìn đấy, chó rất là mặn luôn. Nhưng mà mình đem về đồng bằng nuôi được không? Em thấy có một cái con đường đi xuống dưới này này là có những cái cây mà Diễm cảm giác là đang trụi lá thì mình đang nghi nó là đào ấy. Chính xác. Mùa này thì đào trụi lá và gần Tết bắt đầu ra hoa và ra những cái chồi non. Cái này là chia sẻ thật với các bạn là ước mơ trong đời là một lần đủ can đảm để đi khám phá mùa xuân ở Tây Bắc Đông Bắc. Ôi Diễm ơi, vườn cải kia. Ôi đẹp quá. Cải anh em mình ăn kìa. Ôi cái khung cảnh nhà này mà nếu mà là mùa xuân thì là tuyệt vời luôn anh Dũng ha. Rất là đẹp luôn. Ôi cả cây trúc cây kia vườn cải. Thực sự là mình hiểu được cái cảm giác của anh Phạm Văn Mách hiện tại cũng giống như Phạm Dũng và Phan Diễm. Mới ra đây cái gì cũng ngỡ ngàng, cái gì cũng cảm giác là thực sự tuyệt vời các bạn. Thì ngày hôm nay mình rất là vui khi được dẫn anh Mách đi trải nghiệm những cái khung cảnh đầu tiên của vẻ đẹp của Tây Bắc Việt Nam. Các bạn biết là mình với anh Dũng đi, năm nay là đã đi chuyến này là chuyến thứ 3 và mỗi một chuyến là phải trên một tháng. Mà tới bây giờ đặt chân ở đây này mà mình cảm thấy còn phấn khởi thì đừng nói gì anh Mách là lần đầu tiên ra đây. Bây giờ mình đố anh Dũng nha. Cái dây này là dây gì? Su. Chính xác. Đặc sản ở Sapa, Lào Cai nha các bạn. Bây giờ anh đố Diễm nha. Dạ. Mọi người để cái ni lông này nhà nào cũng có cái này để làm gì? Dạ, che cái mưa. Sai. Che xương. Phơi ngô. Sai. Để Thế đố anh Mách đi, theo anh Mách thì cái này để làm gì anh Mách? Chắc chắn này là mưa không xuống được là che mưa rồi. Và có thể là họ sẽ phơi một cái gì đó chẳng hạn. Đúng không? Rất đúng. Phơi cái gì anh hả? Cái này là thực ra là để này để phơi ngô. Với ở trên này thường trên núi cao ấy. Ở trên núi thì bao giờ gió nó rất là mạnh. Đấy. Nhưng mà anh Hải là người anh Hải, đặc biệt anh Hải và chị Tuyên là những người mà trong năm nay là đi khá là nhiều tỉnh thành ấy. Và hôm nay là trở về với lại khu vực Tây Bắc thì cái cảm xúc ấy, riêng với em nhá, mình cảm thấy rất là kiểu nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ như này nha, anh đố Phạm Dũng. Phạm Dũng là người rất là tinh tế. Phạm Dũng vào đây, Phạm Dũng cảm thấy điều gì? Không mua. Cảm thấy điều gì khi mà vừa bước vào đây? Rất là... Một cái mùi gì chẳng hạn? Có mùi. Anh nghĩ là mùi gỗ ấy. Sai. Mùi rượu. Mùi thơm của rượu ngô và bạn rất là nổi tiếng. Đúng rồi, không uống rượu nên làm sao mà cảm nhận được. Có phải củi này đấy. Đây này, củi nấu rượu đây này. À. Nhưng mà anh Mách có biết không? Cái này là phải gùi về nha. Chứ không phải là đây, chở bằng xe về đâu. Yes. Không có nhẹ đâu nha. Thêm 30 cân đó. 30 cân đấy. Anh Mách có thử được một cái này không? Anh ơi, vào làng nấu rượu là thấy củi nhiều. Come on. Yes! 10kg không anh? 10, 20. Wow. Này là cỡ... Squat! Hơn 20kg nha. What? Yeah! Đấy, anh thấy là bà con ở trên này đấy, anh Mách là toàn bộ làm bằng tay hết đấy, sức người hết. Ngồi ý là xin phép chủ nhà vào xem để cho quay nấu rượu nhưng mà rất tiếc là rượu vừa nấu xong. Giờ nhưng mà vẫn còn rượu để cho anh em thử. Chào cô nha. Em ra anh xin phép vào nhà chơi đi nha. Anh Hải ơi. Nếu mà ba con nhà đây là cũng nhà rộng. Nhưng mà thực sự là cái mũi của người uống rượu nó thính hơn cái mũi của người bình thường. Tới đây thì mình mới ngửi thấy mùi thơm của rượu này, chứ không phải trước kia. Em thấy chưa? Đúng rồi, tới đây là thơm rồi. Anh Hải hỏi phát thì chị đã thấy ngửi cái mùi nó bốc lên rồi. Đây, đồ bốc thử. Đúng rồi, vào trong này tham quan một ngôi nhà của người Mông ở đây. Ngày xưa ấy là bốn xung quanh nhà ấy thì được làm bằng trình tường em nhỉ? Đúng rồi. Đất. Nhưng mà bây giờ thì do đời sống của bà con khá giả hơn thì có tiền thì xây nó lại. Nhưng mà tường đất thì là mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Em nấu rượu đâu em? Tráng sĩ có biết thổi khèn không? Tráng sĩ vẫn có một cái nét văn hóa mà mình đã khám phá nhiều đó là cái gác ở trên sẽ dùng để đựng đồ này, thậm chí là cả củi gỗ luôn rồi, cái bắp nữa. Đây, chỗ nấu rượu đây bà con ơi. Kho. Kho rượu là đằng bên này. Này nhiều thóc, nhiều lúa khác đây.
Wow. Trời ơi đây nè em Dũng ơi. Anh em lấy rượu ngô chưa? Đây mùi thơm là thường mùi... thường ấy, wow. Bà con wow. ở đây sẽ nấu từ thứ hai đến thứ bảy và chủ nhật thì sẽ đem ra chợ phiên bán để đổi lại tiền để mua đồ nọ đồ kia. Và đây là những loại rượu mà ngon và rất là tốt, chứ không phải là rượu cồn mình hay uống ở các thành thị đâu. Rượu ngô xịn luôn, nổi tiếng luôn. Thử tí đi, có nắm vào không? Có chung không? Để cho lên cái bát cồn để thơm lắm. Thơm quá ha. Đây. Em thấy bà con ở đây nhiệt tình nhá. Wow. Thơm nước mũi nhá. Trời ơi. Anh ơi, trong veo như là nước cất đó, này trong veo luôn nè anh Dũng này. Nhìn nếu mà mới nhìn sơ qua mình cứ tưởng là cái bình không cơ, tại vì nó rất là trong. Rồi nhá. Thử nha mọi người. Cái này là bạn khoảng chưa pha cái gì luôn đấy. Nhưng khoảng bao nhiêu độ em? Chưa pha. Em trai khoảng bao nhiêu độ? Tầm 40-50. Này Dũng ơi, rất thật thà nhá. Đây là hàng chưa pha, nếu mà mang ra chợ là pha một tí đấy. 40 là khác mà 50 là khác nha. Nhẹ đi. Nhẹ bớt đi. Ôi giời ơi, cảm giác rất là lo sợ. Từ từ nó là sốc đấy nhỉ. Cái này phải như vodka Nga luôn đấy. Không, cái kiểu đây là múc rượu trai uống thử là phải uống hết, không được bỏ thừa lại. Ủa đâu có lực đó đúng không em? Có lực đó không? Có mà. Không có mà đúng không? Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không thơm là cái mọi người. Rất là thơm. Gà anh Mách. Thơm nha. Thế thì anh Mách uống một nửa, chủ nhà uống một nửa cho tình cảm đi nhỉ. Cái rượu ở đây để mà có ra được một chén này thì mất khoảng bao lâu anh ha? Ra được đó. Mình nấu một lần thì toàn ngon 20-25 đến 25 lít. Cho Phạm Dũng một lần là 25 lít. Thơm nước mũi luôn, nói thật đây. Thơm ngon. Dạ. Một thơm nhỉ. Mình nấu 2 lần. Một lần nấu 2 lần, mỗi lần được 25 lít. Mình nấu xong rồi mình ủ được 3-4 ngày xong rồi mình mới nấu ra rượu. Anh cho em hỏi là đây, anh lại bên này. Cái can này là bao nhiêu lít? Bao nhiêu lít rượu trong này? Can này á? Vâng. Cái này 50 lít ạ. 50 lít thì bao nhiêu ngô thì sẽ ra được can rượu này? 50 lít thì 2 lần. 2 lần nấu? Vâng, 2 lần được 25 lít, 1 lần được 25 lít. Tức là mình dùng bao nhiêu ngô để ra? 2 kg ngô. Tầm 5 tạ không? 5 tạ không đến đâu. 50 cân nữa chứ. 50 lít rượu. Chắc 50 đến 70 cân thôi. Đấy thôi. Khoảng 70 cân ngô. Ồ, gần 1 tạ đấy. Gần 1 tạ ngô rồi. Dũng người thật. Thơm lắm. Người thật Dũng. Đấy, sao đó? Mình sử dụng hoàn toàn là ngô luôn à? Đúng rồi, dùng ngô. Mà lưu ý nha. Chính anh Hải cũng từng chứng kiến rồi, đó là có những người ở thành phố thì được tặng rượu ngô mà nó thơm nồng mùi ngô như là chọn ngô ấy. anh mười đây anh đây tận đây rượu ngô đây nhìn nhìn đây ngô đây. Đây. Ngô đây nào đây mà em nhá. Đây. Anh Nga đây. Anh em chủ nhà uống với anh nè. Đây. À. Anh mới uống rồi uống xong. Em tên gì? Em mười cả nhà. Em tên Lưu ạ. Lưu. Rồi ok. Ok. Thank you. Tuyệt vời. Cảm ơn. Đây, anh Mách ơi, ngô đây. Anh nhìn đây. Đây cái này là cái bã ngô này đúng không đây, em? Đây, bã ngô. Cái này nấu cho lợn đúng không? Đúng rồi. À, tức là nấu xong rồi à? Nấu xong rồi. Cái này cho lợn ăn đây. Ừ, có lợn ăn này nó còn biết say say đấy. Ui, cái này mà lợn ăn là nó say, nó nằm ngủ luôn đấy. Nó lên cân đúng không? Nhưng mà bây giờ anh sẽ hỏi em một câu cái này cho nó xanh chín này. Cái là nó đã nở đấy. Ra rồi. Nó nở hết rồi. Là bây giờ như này nhá. Cái rượu ngô mình nấu ở đây là nhà mình nấu là bao nhiêu đời nấu rượu ngô rồi? À? Chắc ừ. Lúc bố mẹ nấu thì em không thì rõ. Thì mẹ chưa đẻ ra là đã nấu đúng, rồi. Đúng rồi. Đấy, nôm na như thế đúng không? Nấu rồi. Nhưng mà nấu rượu ngô này là khi mà anh em trứng cất lên nó không bao giờ có mùi ngô đúng không? Đúng rồi. Còn mấy cái người mà nấu nó có mùi ngô là nó bỏ cái gì vào thì mình không biết đúng không? Đúng rồi. Đấy, chia ra văn nhá. Chưa? Anh mời nhá, anh mời nhá. Uống rượu ngô mà thơm phức mùi ngô là chắc chắn không phải rượu ngô rồi. Đấy, nên là mọi người mà đi lên này chơi mà mua là để ý nha. Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Cái này cái gì không? Là cái khạp này, cái thùng gỗ to này là để dùng làm gì anh ha? Đây để nấu rượu đây. Nấu rượu ạ. Để nấu rồi. Nếu mà mọi người chắc chưa biết là mẹ em cũng là cao thủ nấu rượu đấy, nhưng mà không phải là rượu ngô mà rượu gạo bình thường thôi. Đây cái bếp em nhậu giỏi thế. Mọi người vẫn đang ủ kìa. Ơ nhưng mà em ơi sao ở đây này có dán cái giấy này vào đấy? Cái đấy là lúc Tết ấy dán vào để cho nó chắc. Đây là Tết là người Mông. Tết là người Mông có một cái hèm như này này, khi mà vào ngày Tết ấy là cái ngày đầu tiên hay ngày thứ hai ấy, là người ta nghỉ ngơi là cái tất cả những cái dụng cụ này này thì đều dán cái này vào là cũng để cho nó tất cả các dụng cụ đều nghỉ Tết luôn. Yeah. Mà hy vọng là dán bùa vào là sẽ khỏe dụng cụ nghỉ Tết. Cái này có phải là đang ủ không ạ? Đúng rồi, đang ủ. Ủ bao lâu rồi anh? Cái bên kia thì chắc là được 2 ngày, cái này 2 ngày. Sáng nay. Mình nghỉ bao nhiêu ngày nhỉ? Cái bên kia là sáng nay. Thôi ủ rồi, ủ mấy ngày thì nấu được anh? Ủ tầm 2 đến 3 ngày.
2 3 ngày là nấu được. Đấy. Hôm nay là lần đầu tiên anh em mình được vào một ngôi nhà mà chuyên nấu rượu ngô chuẩn luôn của người Mông đấy. Là mình xay ngô ra để làm xay gì? Xay thì nấu cám cho lợn bé. À, chứ không phải nấu mềm mềm. Đấy cho nên là lợn ở trên bản nó ngon đấy, toàn là ăn ngô này. Chào vợ đây à? Vâng. À, có này là chắc chị vừa mới lấy về ạ. À, chào chị. 4 năm. Ui, nhà chị hình như đang có em bé ạ. 4 năm, mới bảo 4 năm. Mới đẻ. Mấy ngày ạ? Mới đẻ được 5 ngày. Mới 5 ngày thôi. Mình sẽ có quà cho bé. Ở trên này để được 5 ngày là đã làm thoải mái rồi. Thoải mái mọi người. Chị cho em hỏi là chị mới sinh em bé 5 ngày thôi. Nhưng mà đã đi nương rồi. Không, không đi đâu ạ. Chứ nãy chị đi đâu về? Đi ra ngoài về. Đi ra ngoài thôi. Chị là bao nhiêu tuổi rồi? Là 21. 21. Bé này là bé thứ mấy? Bé thứ 2. Bé thứ hai rồi. Vâng. Bé đầu là mấy tuổi? Bé đầu được mà 2 tuổi rưỡi. À, 3 tuổi. Đấy. Thế là cũng giãn cách cũng đều đấy. Mình không có biết là nhà có em bé nên là không có mua sữa theo. Thế cái này em biếu để mua sữa cho em bé nha. Đây. Không cần đâu chị ạ. À, cô Tuyên cho 1 đồng nha. Cô Tuyên cho 1 đồng. Đấy, cho bé là mau ăn chóng lớn nha. Vâng. Học giỏi. Đáng yêu quá. Môi là miệng rất là đẹp nha, mũi là cao chậm vía yêu quá. Con như này là trai hả chị? Con trai. Con trai. Hy vọng là một thời gian nữa khi mà mình trở lại Bắc Hà thì sẽ có duyên ghé đây để xem là một thời gian nữa thì bé sẽ như thế nào. Tại vì hôm nay là mới là 5 ngày tuổi thôi anh Mách ạ. Mới 5 ngày tuổi. Không mà người dân ở đây rất là giỏi nha. Mới 5 ngày có thể đi lại bình thường được. Đó là khỏe, điều mà em tươi đói luôn. Đó là điều mà em đang muốn nói là ví dụ như bình thường ở trong mình là hay ở cử tới 3 tháng. Nhưng riêng với các chị ngoài này, các bà ngoài này là chỉ là năm có mấy ngày thôi là đã ra đi làm rồi. Không có thể là hỏi bí quyết đi em nữa đây, em sắp lên. Ở trên này có rất là nhiều cái loại mà nghĩa là thảo dược ấy để mà tẩm bổ với lại là xông tắm. Chị cho em hỏi xíu là bao nhiêu ngày thì mình sẽ đi nương lại? Ờ, nếu là tầm khoảng 1 tháng thì đấy đi nương á. 1 tháng đi nương. Nhưng mà yêu vậy nhỉ? Thì trong cái quá trình này mình có cái ăn uống hay có các loại rau quả gì mà bí quyết thì bà con ở đây hay dùng sau sinh không? Ví dụ không, rau không gì? Không có đâu. Không ấy. Có luôn. Chỉ có ăn rau dưa mà sinh em bé cứ bảo chị lấy, chị chuyên cung cấp mà lá tắm của phụ nữ sau sinh, rồi chống hậu sản các kiểu. Đều lấy nhưng được. Mà yêu, chẳng biết yêu quá. Rồi cho bé vào đi, không có lạnh. Em chào chị nha. Cảm ơn chị. Đấy. Đây mình đi ra ngoài này. Nếu mà so với cái ngôi nhà đây thì cái gian khá là rộng anh Dũng ha. Đúng, nhà này cũng gọi là có điều kiện đấy. Có điều kiện. Đây không phải là khó khăn lắm đâu. Bây giờ mình mới được nhìn thấy này. Đây là theo trực tiếp luôn chứ không phải là bằng. Đây này rảnh rảnh thì theo mai mang ra ngoài kia bán. Cái này theo để mai đem ra chợ phiên lên anh Mách ạ. Nếu mà cái dài gì được làm được bao lâu mới xong một cái giải này rồi bác ạ. Đây này, lấy những họa văn hoa nhanh hoa thì văn. 2-3 ngày. 2-3 ngày. Còn trận thì 1 tuần. À. Đây cháu lớn đây hả? Đó. Em là mấy đứa rồi? Em 2 đứa. Đứa này nè, em với lại đứa bé. Mười mấy tuổi lấy vợ 15 à? Em 18. À chuẩn rồi, 18 là đủ tuổi rồi. Thế thì vợ 15 hay 16? 18. Hai đứa rồi. Người ba, 22 mà. Thế em hỏi là cuối cùng là cái này mình tác dụng của mình làm cái máy này là để làm gì anh ha? Mình làm cái này á, để mình lấy thóc lấy ngô mình phơi ở đây để cho nó mưa mình cũng không phải chạy đi. Đấy, thế thì lúc nãy Phạm Dũng nói cũng đúng mà, che sương với lại che mưa đấy. Thì đúng rồi, ai lại biết thế. Cái mà để tổ ong ở trước cửa như nào? Mình về chỉ để đấy để có để cho đỡ ong vào à? Không ạ. Ăn hết con rồi để cho nó đẹp chứ. Trang trí. Cái này là trang trí. Có bánh có đâu? Vườn không? Vườn đâu rồi? Chuối đi ai đi? Đi, mình đưa nó đi chứ. Chào mà. Mình đi bây giờ là đi mua rau luôn. Đây kìa. Có một cái mà mình anh Hải, em đang hỏi nè anh Hải này. Mấy cái cây này bây giờ đang chuỗi lá là tới Tết nó chỗ bông rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ như này nha, ai mà đoán đúng cái cây này ấy, là có thưởng. Cái đâu? Không phải. Cây mận. Tài bét. Cây này cây mận. Hay là cây lê? Cây mận. Không phải cái đào mà ta. Như cây này là cây lê á. Cây mận này không? Cây mận này không? Cây lê. Cây lê là cây mận đấy. Hoa trắng nhỉ? Có bông hoa trổ trắng rồi. À, mận Bắc Hà đấy nhỉ? Đúng rồi, nổi tiếng á. Mận Tâm Hoa Bắc Hà. Có cái vườn rau phải nói là. Ui. Đây này. Khá là dốc nhưng mà có một vườn rau lớn luôn đấy. Để ăn này cũng mang đi ra chợ bán luôn. Toàn bộ là rau cải hết rồi anh. Rau này là rau gì?
rau cải mèo này xào với cái này là các biết làm nha không? Xào với một là lạp xưởng hôm hun khói hoặc là cái ba chỉ gác bếp. Mà hiện tại là Diệm cũng đang phân phối trong thành phố Hồ Chí Minh đấy. Xào cực kỳ ngon luôn. Còn nếu trong Sài Gòn em mà không có cái rau này thì có thể xào với ngồng tỏi hoặc là cái cải xanh gì ha. Ừ, cái cải xanh. Ui vườn cải này. Ôi nhìn đã quá. Đây này. Tốt chưa? Cái này thế này cho tụi em mua một ít luôn nha. Mua tối nay xào luôn. Em cái này mình có phun thuốc trừ sâu không? À sâu à. Organic rồi nè. Organic rồi. Cái này nó chỉ phun thuốc ăn thẳng thôi chứ không. Anh ơi, bây giờ mình cắt hay là mình nhổ hả? À nhổ được. À. Bây giờ làm kiểu gì? Mày hướng dẫn cho các anh các chị đây nào. Thổ nhưỡng cái này rất là tốt luôn các bạn. Cây đấy luôn. Cho nên là cây cải rất là to và xanh. Đây, anh ơi. Đây 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 anh ra tay trước đi. Ok. Ra tay. Cái này là cải ngọt hay cải đắng? Đấy, đây. Cải ngon. À. Cái này bớt cải chứ không phải bớt cỏ nha mọi người. Thế cũng được. Đẹp quá. Mà hơi bẩn. Ok. Cải này là chiều đây về sẽ xào với cả thịt ba chỉ gác bếp của Sapa TV nhá. À bà bỏ được bỏ cái đất này, bỏ đất à. Mình bỏ cũng được không anh Hồng? Nhưng mà mọi người chậm. Mọi người thử chậm lại 5-10 giây để cảm nhận xem. Thế nó trong lành yên bình không? Quá yên bình luôn. Ồ, tiếng gà gáy không có một cái gì làm cho mình khó chịu, cảm giác rất là thoải mái luôn. Nhẹ nhàng. Giờ Dũng đã hiểu lý do tại sao mà du khách nước ngoài họ thích cái kiểu cái cảnh như này á. Rất là nhẹ nhàng, thanh bình. Sau mình còn có cả su nữa đấy. Đúng rồi. Nên nãy em mới nói chị Tuyên. Hả? Em nói là lần này là em ra là lần thứ 3 trong năm mà thời gian mà ở đây cũng rất là lâu nhưng mà cứ đặt chân tới đây là mình cảm thấy thoải mái vô cùng luôn. Em trồng cải này mà mấy tuần mới nó mới to được gì? Mấy ngày á. Ui cây này to này Dũng nè. 2 tháng luôn rồi. Cải này 2 tháng nó mới to được gì nè các bạn. Lâu lắm rồi. Kìa lấy mấy cây to ở dưới kìa. Đấy, bạn mới cây to rồi anh. Cái này xào thì cũng nhanh đúng không chị Tuyết? Wow. Xào nhanh thôi mà, cái này dễ chín. Đây nha. Cái này xào cần tái cải dư. Nếu không thì luộc qua ngoài cái hoặc quả trứng vào nữa. Luộc chấm trứng. Em thích xào hoặc nấu canh. Em nhổ chị mấy cây to. Tối nay mình làm một tô canh với lại xào đi. Xào thịt treo vào bếp nha. Dạ. Em này. Chắc là anh Mách là chưa được ăn cái món ba chỉ gác bếp xào với rau cải đúng không? Chưa. Đấy. Đây. Ngon chưa? Bao nhiêu đây là được? Đây này, rau mà nó sạch hay không ấy, anh Mách nhìn phát là biết ngay nhá. Này, hàng này là sâu cắn thủng luôn. Đấy. Chứ không phải phun phết gì cả. Bây giờ nhà người ta ăn thì chả phun làm cái gì cả. Có sâu là ok, an toàn đúng không? Mà anh Mách hỏi câu rất là thật thà. Có phun, đấy, có phun nhưng mà có sâu là ôi, cái này hái quá trời luôn này. Ôi, này. Ok. Đủ rồi, nhiều quá rồi. Rồi. Rồi, đây luôn em. Mình bây giờ anh vặn cái đất của anh đi. Vặn cái đất đi cho nó bẩn xiêm. Mình vào trong nhà mình đóng gói lại là mình gửi tiền cho anh thôi. Cứng thế. Mà anh Mách có thấy được rằng là ở đây là những cái vùng nguyên liệu rất là tốt để nếu như mà làm thực phẩm cho những vận động viên chuyên nghiệp như anh Mách không? Nó sạch. Đúng rồi. Lên trên này luôn đi trước khi thi đấu. Nói về Agonic ha. Đây là mình nghĩ là về số 1 luôn rồi. Cái rau cải này nếu mà muốn ăn ngon nhất đi biết để làm gì không? Quần với cả là gỏi sashimi của cá hồi. Cá hồi, sashimi cá hồi. Sashimi cá ngừ nè, sashimi tôm nè. Trong cả cái mô tả của anh ấy cái chính vì cái này cái rau này nó sẽ tăng thêm cái độ cay đấy. Đó. Mới có mấy phút thôi mà đã là nặng trĩu trên tay rồi. Dư ăn luôn rồi. Cái này mà chỉ cần hôm nào mà anh nói thu hoạch ấy mà anh em mình còn ở đây là chỉ cần 1 phút 30 giây là mấy anh em mình nhổ hết. Ủa chiều nay mình có ăn sashimi không mọi người? Không anh ơi. Chắc là cái dành để dành nó về nhà hàng của em đi ạ. Ok. Wow. Đó. Quá tươi ngon luôn. Tươi quá bà ơi. Rồi. Bao nhiêu tiền em? Đây. Rồi. À, nếu mà đúng giá thị trường là bao nhiêu? Không. Anh cho em hỏi là nếu mà đi ra chợ thì cái bó rau này khoảng bao nhiêu tiền ấy? Cái bó này á, chắc chỉ chia được là 2 bó thôi. 2 bó là bao nhiêu tiền ạ? Một bó chắc chỉ 10.000 đến 15 thôi. Tức là khoảng 20.000 hoặc 30.000 chỗ rau cải này. 30.000 thôi. Nhưng mà đã là 2 tháng rồi mới được 30.000. Wow, kỳ công nha. Lúc nãy là Diễm vào trong này thì anh em mình đi cũng không có bánh ở nhà anh là cũng còn em bé lớn nữa. Cái này thì em gửi tiền rau. Với lại là còn lại thì em cho cái bé lúc nãy ngồi ở đây này. Cho bé đi học nha. Thế em xin
Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em nhé. Em có gì cần vui vẻ nhỉ. Em thấy anh Hải rất lâu rồi. À. Xem trên anh Hải toàn đi chợ viên ăn đồ nhiều lắm đấy. Ok, quá tuyệt vời. Sao cái yên này không thay đi? Chia tay rồi. Cảm ơn này chân ta thật sự là rất là thích luôn các bạn ạ. Ok. Thôi, anh cảm ơn nhá. Cái mái nhà này, nhà này lân rêu luôn này. Cái xe cái củi như này. Chỉ có những nơi mà đủ độ cao ấy. Độ ẩm lớn, trên độ cao lớn các bạn thì sẽ có cái rêu như này. Cái mùa này là mùa đông nên nó đã hơi khô rồi. Có ai nhận ra cái hoa ở trên là hoa gì không? Cây bỏng. Hoa bỏng. Cái này nhớ tới một ngôi làng ở Hà Giang anh Hải ạ, nằm trên đỉnh núi cao. Quên tên mất rồi. Ủa mà anh ơi, trong này là em thấy không có nhiều đào hả? À đào đấy, ở vùng khác em. Đẹp quá. Khu vực này thì không có đào mà có thông này. Đây có bài nhà kìa. Mùa này đúng là mùa khô cằn đấy anh Tú ạ. Đúng rồi, khô cằn rồi. Ở trên này là thiếu nước đấy. Không biết là ở đây bà con là sinh hoạt là nước nôi kiểu gì đấy, tí mình thử hỏi xem mà. Họ sẽ lấy nước từ đâu trước anh hay lên chưa? Bản này mua mấy cái thông để về làm em sẽ cho mọi người thấy hoa đào đầu tiên. À, đâu đâu đây đây đây, đây, đây. Cánh đào phai đây, đây 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 đẹp quá nhỉ. Vừa có một bông nở vừa có một nụ luôn này, cả hai đây cây này có quả luôn này Diễm ơi. Dạ đây là đào phai đấy, đào thuần chủng của bà con ở trên này. Kia là cánh đào phai này, cánh đào phai à? Đúng rồi. Anh Dũng ơi, mình nói cái này là vừa với vui nhưng mà vừa giải trí luôn này. Đây, như hai đứa mình luôn này. Ồ. Có cái bông nào. Như hai đứa mình nhá hả? À, bạn Diễm hôm nay lãng mạn quá. Đây là như là có xem thêm một nụ nữa. Bạn Diễm nói là hai cái hoa đào này như là Phạm Dũng và Phan Diễm các bạn ạ. Và mình nghĩ là có lý đấy. Tại vì hai cái bông hoa đào này rất là đẹp luôn. Nở chúm chím và đang khỏe luôn này. Xuân ở đây sẽ rất là đẹp. Wow. Nếu mà không, cái này là Diễm nói thật sự luôn nha. Mây ảo ảo nhìn đẹp quá nhỉ. Nếu mà các bạn đang có dự định là đi khám phá Tây Bắc và Đông Bắc thì Diễm trong cái thời điểm này thì Diễm nghĩ là các bạn có thể là dừng lại một tí, mình để dành mùa xuân hoặc là vừa qua cái Tết âm lịch của mình ấy, thì các bạn ra ngoài này thì thực sự là Diễm nghĩ sẽ là một khung cảnh tuyệt vời khi mà đào nở. Đẹp. Cảnh kia mới là đẹp. Cảnh ngoài kia, cảnh kia đẹp lắm, trên flycam nhìn xuống rồi cực đẹp luôn đấy. Đây này. Sương này, rồi những ngọn núi nhấp nhô này. Có ánh nắng chiếu xuống. Rồi ánh nắng chiếu xuyên qua những cái ngọn núi đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Nắng xuyên qua hiên nhà. Wow, đẹp chưa? Đang cảnh nó đang đẹp này, mình lại nghe mình giống như kiểu là bài hát. Đẹp quá anh Tú ạ. Trong phim hài ấy. Để các bạn thấy được là anh em mình đang ở trên cái độ cao rất là lớn, ngang bằng với những ngọn núi đó rồi. Đẹp quá. Ở đây mình phải cao hơn dưới Bắc Hàng nhiều chứ anh Hải. Nhiều chứ em, cao hơn. Mình đang ở độ cao hơn 2000 mét. Đứng ở đây mất nhớ bản của Tây Du Ký nha. Đồi núi chập chùng. Đi, mình vào một ngôi nhà này và mình cảm giác là ngôi nhà này còn có điều kiện hơn ngôi nhà mình vừa mới đi qua nữa. Ủa. Nhà rất là khang trang luôn. Đi bé Diễm ơi, bé Diễm ơi. Diễm đang yêu hoa đào rồi. Thấy đôi hoa đào đấy đẹp ấy. Đôi bông ấy đẹp quá. Thấy giống như hai đứa mình nên là Diễm phải chụp ảnh lại. Qua thời gian thì điều kiện kinh tế của bà con trên này là rất là tốt rồi. Nên là nhà cửa cũng khang trang mới mẻ hơn. Em tham quan chút nhá. Nhà này gỗ đẹp nhỉ. Chị lấy nhiều củi này để nấu rượu à? Nhà mình có đang nấu rượu không chị? Có mà. À? Có. Cho em ngó tí được không? Đi. Đó. Chị đường này là đường cùng đúng không? Chứ không đi không, xuống được. Chị ơi. Đang nấu rượu chỗ nào? Cái nước này là lấy từ đâu về ấy nhỉ? Trên khe trên suối về đúng không? Ồ đây này. Đây. Ớt này là gần đủ tiêu chuẩn để làm chẩm chéo rồi đấy. Màu rất là đẹp. Đâu. Cái này khô nữa này. Này sẽ phơi khô lên nữa một chút nữa. Nhà mình là chuyên thu mua những cái ớt sạch của bà con. Ngon lắm. Tới chợ phiên thì bà con mang ớt ra bán rất là nhiều. Đây này, ánh mắt nhìn này. View mới đẹp này. Wow. Ở đây mà các kiểu các cô chú anh chị ở đây bao giờ sống phải thọ thêm nhiều ấy, vì cảnh nó đẹp, không khí trong lành. Quá đẹp luôn. Nếu mà
cho vận động viên mình lên đây ở dùng tháng chắc em làm lấy cơ bắp lung linh luôn. Cơ bắp lung linh à? Mang theo đồ lên tập tạ. Thì đó, đâu cần tập tạ đâu, chỉ ôm những bó gỗ đi lên xuống núi và lên núi, xuống núi và lên núi thế thôi. Thế là cơ đùi, cơ chân đổi như chuột. Ánh mắt nhìn lên kia kìa, biển mây luôn. Biển mây đấy. Do là cái nắng nên mình nhìn. Tí nữa mà nắng nó... Khi mà mình đã đi qua cái mây nó ở dưới chân mình rồi, tức là mình đang ở trên đỉnh núi rồi đây. À, mình đang trên thiên đình. Ok. Thiên đường dành cho em, đông trời dẫn lối. Anh hát bài này đến thiên đường. Ôi, nhà này có vẻ nhìn rất là khang trang luôn nè. Xin phép chị rồi. À, chị cho đó. Chị ơi, em vào tham quan đi nhé. Đấy, cứ đi đi. Chị là hơi ngại nên là cho anh em mình khám phá thoải mái. Nhưng mà lại không dám xuất hiện trước máy quay để dẫn anh em mình đi. Nhà chị rất là khang trang, sạch sẽ nhỉ. Nền giờ là lát cơ, lát luôn rồi. Đâu, nấu rượu đâu? Đây. Đây là nấu rượu. Rượu đây, nhưng mà cái... Đây là gian bếp nhà chị. Tôi xin cho miếng điện nha chị ạ. À, đây là khu vực nấu rượu thôi. Khu vực nấu rượu chứ không còn rượu nữa. Rượu bếp làm rất là sạch sẽ, khang trang nhé. Hôm nay hết rượu rồi, chắc là chị nấu xong rồi. Cái chảo nấu thật cố rồi anh Hải. À, đây là cái chảo nấu rượu đây, chị đang giới thiệu. À, cái thùng gỗ. Cái thùng gỗ là nấu rượu đây. Thường nhà chị nấu vào mấy ngày nấu một lần. Bây giờ đi là thuê thì không nấu. À, nhà chị là hết nấu rồi. Vâng. Chị đi làm thuê rồi. Vẫn còn đồ nghề. Đồ nghề thì cất ở đây rồi. Tiền có nấu thì mua lại cái đồ nghề. Cái này có thể mình mua lại mình lưu giữ đấy. Biết đâu mai mốt là bà con khi mà ít nấu rồi thì đây sẽ trở thành những cái bảo vật ấy, của bà con đấy. Cái này nó mà kín dưới là ngồi lên tắm được đấy nhỉ. Tắm lá thuốc đấy. Rồi, cảm ơn chị. Thuốc. Cảm ơn chị nhé. Nhà đẹp. Cảm ơn bà. Chào bà. Rơm này. Mày đang bắt gà này, mày bắt cho anh con gà trống được không? Không, con này của hàng xóm. Của hàng xóm? Hàng xóm nó đang chơi. Nhưng mà của hàng xóm sao lại trời lên đây ăn ngô được? Nó ăn trộm đây. Ăn trộm mà. À, nó ăn trộm ngô của gà mình à? Kiểu gà này nó to ấy, nó đá được mấy con kia ấy. Con gà trống này mà luộc phát thì ngon lắm. Thôi, anh không bán của hàng xóm. Rồi nghe mình xin chú. Con đấy mà chấm chẩm chéo nhờ. Hết bài luôn. Tự nhiên nghe cái giọng của anh Hải thì mình nhớ tới chú Việt Thảo ấy. À, không biết là tháng 12 này chú đã về Việt Nam được chưa? Chú Việt Thảo ấy, bây giờ là chú xem là bao giờ chú về được thì chú báo luôn anh em cháu nhá. Tụi con là đang chờ. Anh em biết thường tổ chức tiệc rượu gà đen rồi lợn nhé để đón chú. Anh thấy con gà trống này. Nhưng mà gà trống ở trên này đẹp lắm. Cái mã nó đẹp ấy. Trống bao giờ nó đẹp hơn mái. Cái con mái này kém lắm. Tống bây giờ như này không ạ? Ngày xưa ấy là cái những cái nếp nhà này là bằng gỗ hết đấy. Giờ chuyển bê lô xi măng. Xi măng cái này thì nó bền lên hả? Wow. Nhà đây à? Chào anh nhá. Bên kia. Đang mổ gà à anh? À. Có con gà nào ngon ngon, nó bán cho em con. Không có bán à? Anh nhà đang mổ gà. À, mổ ngan, mổ ngan. Tối nay có đại tiệc rồi. Thế là hôm nay hình như nhà có việc gì thì mới làm ngan đấy Hải ạ. Mấy giờ vào tiệc anh? Làm ăn chơi mà. Mình hỏi mấy giờ vào tiệc đấy. Nhưng mà đố em biết cái này là cái gì? Dạ, phân trâu, phân bò. Biết để phân trâu để làm gì không? Để bón cây. Bón rau. Đúng rồi, trời anh. Bón rau cũng là cây rau mà. Cải, bạn Diễm đang cầm trên tay á. Đúng rồi, đúng không ạ? Nên là ở đây thì người ta sẽ không dùng phân thuốc. Em xin phép vào nhà chơi tí nha anh nhá. Vâng. Nhà mình có nấu rượu không anh? Có chứ. Ôi có chứ. Ở đây này người 100 nhà thì cả 100 nấu rượu mà. Nhà nào cũng nấu rượu à? Cái làng này chuyên nấu rượu mà. À. Dĩ nhiên. Cái phân trâu này là mình để bón đấy đúng không? Cái này là phân trâu này. Có phải để trồng lan không? Trồng lan thì trồng ngu đi. Trồng ngô. Trồng ngô. Trồng ngô. Trồng ngô. Trồng ngô nhé. Không phải trồng. Trồng ngô. Phải trồng không có ngô. Trồng lúa. À. Trồng lên, trồng ngô, trồng lúa. Hôm nay nhà mình có nấu rượu không chị? Hả? Nhà mình hôm nay có nấu rượu không ạ? Nấu chứ. Có nấu à? Có đang nấu không? Còn không? Còn không? Còn chứ. Đâu sao? Em xem được không? Còn đấy. Đi còn chứ nhưng mà vào trong. Chắc trong là nấu rồi chứ không phải là đang nấu. Nhưng mà ý là đang nấu nó đang giỏ giọt ra không? Bật lên cái điện một tí. Cho xin 500 tiền điện nha. Wow. Bên trong thì khá là ấm các bạn.
Có nghĩa là nhà nào ở đây cũng nấu rượu. Đây này anh em này. Nào có rượu, nấu là nấu sẵn. Cái này là đã sẵn sàng cho sáng mai đi chợ phiên Bắc Hà rồi. Đề nghị là anh em mình mai mua thùng này cứ mỗi lần squat nâng tạ 20 kg này là ok nè. Không không, nhà nào ở đây nhà nào cũng nấu rượu, mất nghĩ một điều là nhà nào cũng có thể múa tí quyền được hết. Tí quyền. Đúng không? Đúng không mọi người? Chào đây để làm gì? Để lóng lóng dậu. Lóng rượu với lóng rượu à? Thế con lấu thắng cố ở đây khi nào vậy? Thắng cố cho lóng đưa mà. À nấu đây cũng được à? Nhanh nhà mình đã lấu khi nào chưa? Anh Dũng ơi, hôm nào anh Dũng thiết kế cho mình cái chảo về đi. Để nấu ha? Để nấu ở cửa hàng. Cho nó to. Hay à. Cái bếp mình đang chuẩn bị nó để nấu món gì đó chị? Bếp đang nấu, chuẩn bị nấu cơm chiều ạ? Chỉ có món ngan ở ngoài kia. Dâu. Dâu. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha. Chào chị nha. Nha ai mình hỏi có đang nấu không? Ai cũng trả lời đang nấu nhưng vào trong. Nhà sẵn có. Tức là bà con thì đôi khi là cái ngôn ngữ mình có thể là chưa hiểu nhau lắm nhưng mà nói chung lại thì mọi người đều rất là hòa đồng dễ thương, nhiệt tình vui vẻ. Ở đây là có đàn trâu đang đi về này. Ở đây mình có thể đi xuyên qua một nhà khác ha. Đi đường này được bạn Diễm này. Ê, mọi người có ai đủ can đảm mà đi không? Anh lái xe xuống đây anh đón nhá. Thanh niên là bé Hải là thấy đường có vẻ hơi chung rồi. Hơi nặng cân nè, đôi khi phải chia sẻ thật lòng với các bạn là đi cái này lỡ mà trượt chân một cái là rất dễ bị chật khớp. Tết này lại không ai bán thịt trâu. Các em tập thể dục rồi, các em vô tư thôi. Cái giày của anh nó không được thể thao cho lắm nên là anh xin phép ở lại. Dạ rồi. Anh đi vòng đường này anh chú này. Anh đi vòng đi. Ở đây người ta đòi mạnh, người ta mới đi đường này. Thấy chứng tỏ cuối cùng vẫn là ba anh em mình. Nói chung là đây là hai học trò xuất sắc của anh Mách. Đây, học trò xuất sắc trong những năm tháng vừa qua. Đây là đường đi chăn trâu đấy. Nên anh em mình đi thử đi. Con trâu nó đi vừa cái này luôn là cả vấn đề nha mọi người. Cái bụng nó to con đúng không? Trâu rất là to luôn. Đường hơi dơ, mọi người cẩn thận nha. Nhưng mà anh em mình đi để trải nghiệm mà đúng không anh Mách? Em cẩn thận nha, vì một em cầm một tay á, còn một tay em đỡ thôi á. Em sẽ là người mở đường nha mọi người. Bài ca mở đường. Ok, cố lên nha mọi người. Tập thể dục nào. Nhưng mà cái này là em chia sẻ thật với anh Mách luôn nha. Ừ. Tập thể dục thì em có thể là bữa có bữa không. Ừ. Nhưng mà đi ra Tây Bắc Đông Bắc là em chưa ngán một cái địa hình nào. Wow, thấy không? Thấy ghê chưa? Các bạn thấy sợ chưa? Sợ chưa? À. Sợ chưa? Bây giờ nè, anh em đi kiểu này nhanh nhất nè em. Đó. Cẩn thận anh Mách. Đúng không? Đây. Anh làm em nhớ bộ phim cương thi. Đi đi tắt đồ chuối này vào sạch hơn này. Không, đi này dễ hơn chứ em. Đi đây dưới nhà này chị này. Ở dưới đúng đây này. Sao đi đồi chuối này này vào sạch. Đây đây đây, không này là sạch rồi. Đây. Đây. Anh đi trước đi. Mình nghĩ là anh Hải đã quyết định đúng khi không đi đường này. Đây 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 đây. Ôi, xuống đây sạch rồi. Em ơi. Sạch rồi. Em Dũng cẩn thận. Sạch rồi chị thôi. Em đi giống anh này. Anh Dũng cẩn thận nha. Đây. Để sợ bằng Dũng thôi, bằng Dũng đi một tay. Đây. Ok ok. Không sao, hai tay chân nhảy thôi, chân nhảy. Ok. Không sao. Ok. Mình đi như này thì cảm giác mình như là những du khách nước ngoài ấy. Đi để khám phá các bạn ạ. Nhờ đi phượt ấy. Đây, đi phượt là đúng nghĩa như thế này đây. Rồi. Đây hết rồi. Ok. Nhưng mà mình xuống tới đây thì đàn trâu đi mất tiêu rồi. Hồi nãy mình thấy một đàn trâu đẹp lắm. Ôi, ở đây có một ngôi nhà này. Đi như này tối về ăn mới ngon anh Mách ạ. Trải nghiệm thú vị nha. Mấy con trâu đi rất là nhanh nha quý vị. Nãy là mới thấy một đàn trâu rất là to luôn, đi đường này xuống. Giờ mất hút rồi. Đây này, nắng đang xuyên qua lũy tre làng này. Và các bạn biết là tại sao mình lại muốn đi đường này không? Đó là mình muốn giới thiệu một ngôi nhà của đồng bào người Mông mà đắp tường bằng đất mà bây giờ không còn nhiều đâu. Do là bà con xây nhà mới thì sẽ bỏ cái tường đất đi. Thì mình vào khám phá này. Lối kiến trúc của người Mông đây. Nhà trình tường đó chị Tuyên hả? Đúng rồi.
như anh Hải bảo mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát đấy. Họ cố gắng đi qua đây. Cái tường thành tường nó rất là dày nhá, phải dày mấy cm à. Đây. Ô. Ở trong này là gì ấy? À, bạn heo này sao lại cột giống như là bạn trâu thế? Đây này. Bạn có một cái dây... Em biết thì do, bởi vì con này chắc là nó hay... Hay nhảy ấy. Phi ra ngoài ấy, nên là phải buộc vào. Đấy, phi chi là buộc cái dây rồi. Còn đây là cái tường đất này mắt. Rồi, dày lắm. Nhìn cái độ rơi vỡ này thì mình biết là tường rất là lâu rồi. Wow. Đi vào nhà sao có ai? Hình như là cái nhà này là để rơm thôi chứ để... Để kho ha. À, để cây đây. Anh cũng coi này, cái tường, cái chiều... dày của nó rất là dày luôn nha. Và họ đất nhưng mà vẫn đang xen với những cái cục đá ấy. Như là một cái bức thành ấy, tường thành ấy. Như là không có người ở thì phải. Đúng rồi. Bây giờ chắc là làm kho rồi, làm kho để củi để nấu rượu. Kho để củi rồi. Kho rồi. Tức là hiện tại khi mà đời sống của bà con khấm khá hơn thì họ bỏ những ngôi nhà này để họ làm thành nhà mới, nhà xi măng, mái tôn. Đây là những cái cây này là cây bắp luôn này, ngô á. Cây bắp luôn đấy anh Dũng. Không, cái này là cây cỏ. Cái cây cỏ mà mình gọi là cỏ voi cho trâu ấy. Sau khi lấy cái lá thì có cái cây già làm củi. Xem bức tường bên này còn dày gấp đôi bức tường bên kia cơ. Nhưng mà cũng bị vỡ rồi. Cái này chắc là lâu rồi, không người ta xây nhà mới người ta làm kho chị Tuyên ha. Đúng rồi. Đây này. Cái con trâu to tướng. Dày phải hơn nửa mét nha các bạn. Bằng đất. Cái trâu to tướng đây. Trâu đẹp quá. Đây là bạn trâu. Nó nhìn nó nhìn trân trân luôn kìa. How are you? Không, đây. Còn đấy. Bạn Diễm thấy anh Mách vừa mới nói chuyện với bạn Châu không? Giống bạn giống mình hay nói chuyện với các bạn Châu, bạn bò này. Mình gặp mình hay nói chuyện lắm. Mặc dù mấy bạn nó không hiểu. Không hiểu. Đây, nhưng mà anh em mình hiểu. Cái dàn sóc quay nhành su su này, nhìn như là một đàn lợn con. Đẹp quá. Nhìn yên bình anh Mách ha. Nhưng mà nãy giờ anh Mách đi là thấy bây giờ còn sức đi nữa không? Không, anh thì cố tới, sợ hai em thôi. Yeah. Ừ. Anh giả bỏ nói mệt đi để em về với. Lần trải nghiệm đầu tiên thì lúc nào cũng có động lực. Dạ. Thật sự lúc nào cũng có động lực. Nhưng mà bây giờ là trời cũng sắp tối đó mọi người. Anh em mình đi đường này là xuống núi luôn anh ạ. Để về thị trấn để ăn tối. À, mình đi bộ tới chân núi phải không em? Đi yeah. Em rau về nhặt để nấu ăn. Ừ. Chị ơi. Có mùi thơm của rượu hay sao? Tại vì đây là làng nấu rượu đó mà. Ừ, chào bà. Chào bà. Nhà mình có nấu rượu không bà? Nhà bà có rượu bán không bà? Các bạn nhìn này. Lưng chừng núi này. Có không? Có rượu không? Uống à? Chắc chắn là có luôn chị Tiên ơi. Nuôi dễ xem à. À đâu? Mình nhìn cái dàn bếp của bà hơi bị khủng luôn á. Với lại là nhiều cái thùng gỗ mà để ủ. Đây. Đây bà. Bà đi vào đây xem mà đúng không? Ừ, cái này nè. Ồ. Đâu? À, ngô đang ủ. Cái này nè. Nhà bà nấu nhiều lắm. Ôi bà đang ủ. Bà đang ủ đấy à? Ừ. Ủ ngô này. Ồ cái này là đã nấu chưa bà? Đã nấu rồi. Nó chứ. Đây là thành phẩm rồi. Đó có xem thử bà. Đây này. Thơm lắm. Bà nấu rồi. Đây rượu nó bắt đầu nó. Đây này. Thùng gỗ này. Đây à, chiếc đây à bà, đây là đang nấu rượu đây à? Đây chiếc xúc rượu đi. Ủa bà đang nấu này. Nó rượu đang chiếc xúc đây em. Ủa sao lại xuống đây rồi mới lọc lại hay sao bà? Nó rượu nguyên chất đó. Không, còn một cái rượu uống thì nó ra đường nào? Đấy. Đâu? Đấy. Cái rượu lúc bà lấy mang đi bán đi, đâu nó đi ra chỗ nào đấy? Không, xong cái này mới lọc. Đâu? Đây. Không, nó lại đây. Ở ngoài. À bên này nữa. À không phải. Đây, đây. À bà còn lọc. Mới lọc đây. Đưa lên cái đây. Đổ đây xuống. Dạ. Dạ. Cái mâm là cũng tự đâm thủng luôn, tự chế luôn. Hay quá anh Mách ha. Cuối cùng mình cũng đã tìm được một ngôi nhà này mà là đang ngâm. Ừ. Đang ngâm đây xong lúc nào chắc cho lên đây để đồ, cho vào cái của bà ấy. Đây này, ngô đây này. Cũng nhiều con này, nhiều con. Đây này, đang ủ đây à bà. Đây em xem là chị Tuyên ơi. Đây. Thơm lắm. Đây đang ủ đây. Cái này cho lợn à. Cái này cho lợn ăn. Ừ. Lấu rồi mới cho lợn ăn à? Ừ. Cái này của bà nhiều công đoạn quá. Ủa, coi cái hạt này chị Tiên này. Mọi người xem cái hạt này. Wow. Cái này là đã nấu thịt rượu rồi. Cái này còn có bã để cho lợn ăn nha mọi người. Thơm lắm. Quá thơm. To nha, nở ra.
Rồi. Con cảm ơn bà nha. Nhà bà là nấu nhiều đấy. Dạ. Thế này hai thu đây. À bà được hai. Nè, dầu cái này nè. Dầu cái này nè. À được 2 can rồi. Ừ, can này. Hai bà có mang ra chợ bán không? Cái này mình trang lý đấy, 20 lít. 20 lít. Trang lý đấy. Dạ. Yeah. Mấy trăm lít bà ủ cả trong đấy nữa rồi. Ừ. À. Mai bà có ra chợ Bắc Hà không bà? Chợ không bán. Không bán. Không bán hả? Ừ, lấy làm bán, không lấy thôi đâu mà. À ý là mình mua thì bà bán, còn mình không mua thì thôi. Ừ. Còn bà bể để bà bán, à bà uống dần thôi. Ừ. À. Cảm ơn bà nha. Ừ. Cảm ơn bà. Đây nhà ai cũng đi cắt bỏ trong nhà luôn này. À chào chị nha. Nhà có rất là nhiều em bé nhưng mà chắc là mình gửi các bé một chút để tiền ăn bánh đi. Tại vì đôi khi là mình không có mang theo bánh kẹo. Em bé này là mấy tháng rồi hả? Tháng rưỡi ạ. Tháng rưỡi. Tháng rưỡi đây này, mình thấy đang đều phía sau này. Tháng rưỡi là bé trai hay bé gái chị? Bé gái ạ. Bé gái. Xin chào nha. Có mấy cháu, em có mấy cháu? Hai cháu. Thế bé này được mấy tuổi? Một tuổi rưỡi mà bé này được một tháng rưỡi. Vâng. À, cũng mắn phép nhỉ. Em tụi em đi bất ngờ quá không có mua sữa. Cái này là em gửi để chị mua sữa cho ha mấy em bé ở đây nha. Tại vì đây có rất là nhiều em bé luôn. Đây là mình anh. Đây. Dạ. Rồi. Xin nha. À, mai có sữa có bánh nha. Trời hết cái tóc mừng. Nhìn quá dễ thương luôn á trời. Cảm ơn bà nha. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn bà nha. Mày sẽ em con đi đây. Cảm ơn em. Các bạn biết không, đôi khi ấy là anh em mình đi ấy thì đi rất là nhiều địa hình, đi rất là nhiều nơi, gặp rất là nhiều người, nên là không phải lúc nào mình cũng cầm theo được bánh kẹo được hay là đường sữa được, mà mình tùy duyên thôi. Nếu mà mình thấy nhà nào mà mình cảm thấy là có thể chia sẻ được một chút quà thì mình gửi tiền luôn, hoặc là nếu mà có bánh kẹo mà đang tiện thì mình cũng tặng. Nên là mình nói như vậy để các bạn hiểu là không phải lúc nào mình cũng cầm bánh kẹo theo. Đúng rồi. Nói chung là anh em mình sẽ cố gắng linh hoạt. Tại vì đi nhiều khi là lúc nãy cũng không biết là lên trên này, nhưng mà thấy là cứ đi lên đó là đường rất là đẹp, nên là anh em cứ phi thẳng tới thôi. Đi vào bản làng thì mấy sao bà. Thế thì bây giờ anh em mình xuống núi ha, cũng đã trễ rồi. Đây có cái cổng này, làm thủ công che cái máy to lên. Bé bé dễ thương nha, xinh xinh nha. Mà anh Mách từ nãy giờ cảm nhận là đi xong rồi tới bây giờ là tới cái cảm xúc thấy thế nào anh Mách? Đã khám phá nhiều cái mới, mà hầu như trên đây nhà nào cũng nấu rượu, giống như là cái truyền thống của họ là đặc trưng là nấu rượu. Dạ. Và từ ngô, rượu ngô. Hôm anh không biết là họ uống rượu thường xuyên trong lúc đi làm hay là trong lúc tiệc tùng hay như thế nào mà hầu như nhà nào cũng có rượu, theo em thì sao? Thường là có tiệc tùng thì uống là sẽ nhiều hơn, còn nếu không ngày thường này thì các bác là cũng vẫn bỏ ra uống ngày lửa cốc hay là một cốc tùy theo sức khỏe của từng người. Thế đấy là cũng thành một cái thói quen. Thói quen. Các cô nấu như thế có thể là mang ra ngoài chợ bán, có gia đình thì bán, nhưng có gia đình thì là tự cung tự cấp cho gia đình luôn. Giống như cô lúc nãy là không có bán, chỉ để nhà để đỡ bị đau đầu. Đấy, người ta nấu khử hết các loại rồi. Tức là trời lạnh đúng không chị? Uống là ấm rồi. Lúc nãy Mách thử một chút xíu á. Và thấy rượu rất là thơm. Rượu thơm. Rượu ngô nó thơm. Rượu ở miền Tây thì rượu gạo thì nó thơm theo kiểu mùi rượu gạo. Nhưng mà mùi rượu ngô thì nó thơm một mùi rất là đặc biệt nha. Thơm lừng luôn á. Chỗ nãy nó rất là cao. Đấy. Đúng rồi, đó là cũng gọi là ngất ngây luôn. Ngất ngây đấy. Anh thấy là đặc biệt ở hai bên đâu là một cái rừng tre trúc mà rất là đẹp ha. Đường, con đường này đẹp quá. Nếu mà này mà lên phim là tuyệt vời luôn. Mà anh Mách thấy không? Đời sống của bà con ở vùng núi cao bây giờ đỡ khó khăn hơn xưa rất là nhiều rồi. Đường bê tông này, rồi nhà xây mới này, rồi mái mái cũng là mái tôn luôn, chứ không còn phải là tạm bợ như hồi xưa nữa. Mà đồng nghĩa đó là cái du lịch của Bắc Hà ngày càng phát triển thì đời sống của bà con càng được nâng cao. Nên là đó là nhiệm vụ của anh em mình, phải đi quảng bá du lịch nhiều đấy. Đúng rồi, phải lan tỏa cái truyền thống văn hóa của Bắc Hà. Đây là một cái truyền thống văn hóa rất là đẹp của Việt Nam của chúng ta luôn. Thế là bây giờ anh em mình xuống núi thôi anh Mách nha. Anh đói chưa? Nói chung là lúc nãy giống như là tập cardio, tập đi bộ rồi. Dạ. Bây giờ thì trời xế chiều sắp sụp nắng rồi. Bây giờ anh em mình tranh thủ xuống núi đi ha. Dạ. Ok. Nãy giờ là bao nhiêu calo thầy? Gần 1000 calo em ơi. Quá nhiều. Dạ, dạ, dạ. Nhìn chắc cái gì kìa.
Mời tất cả bạn cùng thưởng thức bữa tối với anh em mình tại thị trấn Bắc Hà nha. Và hôm nay thì mình lại được gặp lại chị chủ nhà hàng khách sạn Anh. Chị Hoa nha, các bạn chị Hoa. Em cảm ơn chị Hoa rất là nhiều. Lần nào anh em mình tới Bắc Hà để mà đi chợ phiên Bắc Hà thì tìm phòng khách sạn nhà nghỉ rất là khó. Nhưng mà cứ gọi điện cho chị Hoa là chắc chắn sẽ có phòng tốt nhất các bạn ạ. Đúng rồi. Với lại là hôm nay là mới gặp là chị Hoa thì em cũng xin thông báo là chị, nhà chị là cái động lực rất là lớn để anh Dũng tặng cho em bộ bàn ghế to. Bàn bữa ghế không nhà chị ơi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Chủ trương là thích là bộ bàn ghế đấy đấy. Nhưng mà chị lại không chơi không ấy được. Ngày hôm nay là hôm nay mình có rất là nhiều món ngon đặc sản của Bắc Hà nha anh Mách. Trong này có một cái món mà mọi người lên đây bắt buộc phải ăn, đó là món gà đen. Đây. Đó, gà đen thì hôm nay mình ăn lẩu nha. Nhúng vào nồi lẩu các bạn ạ. Và bên này cũng là một đặc sản khác của Tây Bắc, đó là lạp xưởng hun khói. Và lạp xưởng ở đây là khác với lạp xưởng của miền Tây mình, là mình ăn mình cảm nhận được từng cái miếng thịt luôn, không có xay nhuyễn nha anh Mách ạ. Còn đây là một cái dĩa mà em đố anh Mách là cái dĩa thịt gì đấy. Nói chung là mỡ hơi bị nhiều. Mới giống thịt lợn, phải thịt lợn không em? Thịt lợn này. Không phải đâu bé ơi. Bé ơi sai rồi. Thịt gì? Thịt thắng cố gì anh? Thường hay nói thắng cố gì? Thắng cố đồ. Thịt ngựa luộc. Ok, thật sự là những cái danh từ đó Mách chưa bao giờ nghe luôn. Cho nên là thắng cố là thịt ngựa đó là lần đầu tiên anh biết luôn đấy. Thì bên cạnh dĩa thịt ngựa luộc này ấy, thì chắc chắn là một cái rổ rau rất là tươi ngon của Bắc Hà rồi. Trong đó có bắp cải ấy. Và bắp cải trên này rất là ngọt nhá bạn. Bên cạnh là rau đậu Hà Lan. Đây là một dĩa bao tử này. Rồi đây là bánh chưng đen. Vẫn còn một dĩa nữa mà hồi nãy anh em mình thu hoạch nguyên liệu trên bản, đó là rau cải xào với ba chỉ gác bếp. Thì từ từ đầu bếp sẽ đem ra nóng mình ăn luôn các bạn ạ. Nhưng mà trong thời gian để đỡ phải chờ đợi á, là em sẽ cho cái gà này vô cái nồi lẩu luôn nha. Không anh em mình ăn sơ qua cái là gà chín. Wow. Đây. Wow. Đây anh Mách này. Wow. Ô, cái này là hôm nay là cải mâm xào. Cải mâm xào. Cải mâm xào. Cái này là của nhà hàng này, chưa phải là cái dĩa cải của mình. À, cải của mình cũng mang xuống là cải gì đấy? Cải ngọt đấy, cái cải ấy, nó cải ấy. Sao với lại cái chỉ ấy chị? Nó cải mèo. Đây. Ờ chị mình đi lên đường đấy đúng không? Chị đừng có nói là chị làm cái cải đấy cho khách khác thôi nhá. Hay là đã bỏ vào đây rồi? Kéo là cái này rồi đấy. Không có cái này làm lẩu. Như giống giống à, như giống giống á. Làm đây sao lên rồi còn là. Vâng. Đúng rồi, luôn là chị ạ. Không chế món này, chế món kia. Được. Ok. Thôi nhưng mà đói quá rồi, anh em mình. Thôi anh em mình chơi đi. Mời anh Mách chút thịt ngựa đi. Anh em. Còn ra đòn đi anh. Ok. Lúc nãy là tưởng thịt lợn nhưng mà không phải nha mấy bạn. Cái đây là thịt ngựa. Ở tên Bắc Hà này thì món truyền thống cũng vẫn là có thịt ngựa nha. Đây, Mách thử. Chấm tương. Chấm tương tương nào? Chấm với tương bần. Đây. Đây, chấm tương đây nha. Anh nó cần cho tí chấm chéo vào không? Càng tốt, anh thấy nó thích ăn cây mà. Đi đâu thì mình với chị Tiên cũng cần cho theo chấm chéo để pha nước chấm hết. Thì chấm chéo là vẫn 100.000 một lọ. Các bạn mua 1 ký củ. Không có cây đấy. 1 ký củ dừa thì tặng một lọ chấm chéo nha. Cho anh ký đâu anh cây. Đây cây là nghề của anh mà. Cho tí chấm chéo mà. Cho mắt nước mắm mà. Đây. Em nghĩ là thịt ngựa này sẽ rất tốt cho các vận động viên. Trong đó có môn thể hình của anh Mách. Chấm chéo vào đây. Ok, ngon nha. Khách đến đây có hỏi chấm chéo nhà hàng có đấy không? Mà có chứ. À, anh Mách bỏ cái mỡ lại. À, bỏ mỡ lên. Không là bị làm thì cơ thể mình nó mặc định rồi. Mặc định rồi để ăn mỡ nó không có tiêu hóa được. À, tức là do cái cơ thể anh tập luyện bao nhiêu năm nay là không dùng mỡ. Nên bây giờ nó tạo thành một cái thói quen của cơ thể mình luôn. Chính xác. Coi như là miễn dịch với mỡ luôn. Miễn dịch với mỡ luôn. Cho nên khi mình ăn thì nó không tiêu hóa được phần đó. Đau bụng, chướng bụng đầy hơi. Đúng rồi, chướng bụng đầy hơi. Em không có dùng sao biết đấy. Hôm nay á là anh Mách cứ nói với mình là em ơi thắng cố là cái gì. Thì ngày mai là mấy anh em đi chợ phiên là sẽ để cho anh Mách xem cái cây cái lá thắng cố á chị. Cây thắng cố nó là thắng cố ấy. Nó là một cách gọi. Cái thắng cố là mình nói nôm na mình nghe nó là nồi lẩu hổ lớn. Nấu hổ lớn. Lòng mề rồi mọi thứ cho hết vào. Nấu chung một nồi.
có thể gọi là có thể là thắng cố ngựa, thắng cố bò, thắng cố trâu, thắng cố vitamin go go, rồi rất nhiều loại thắng cố gà nữa. U sôi lang, không phải đâu, sôi khẩu lang, sôi gạo ấy, khẩu lang, khẩu lang ấy. Lên nha. Anh Dũng coi cái hạt xôi. Đã nha. Cái hạt xôi nó to béo luôn đấy chị ạ. Này này bóc được mọi người. Bóc được nha. Thôi mình ăn xôi là cứ bóc đi. Ok. Dẻo lắm. Ăn tốt. Thơm. Nó to giống một lắm chứ. Ôi. Nó mới hơn. Cái loại gạo này rất là dẻo. Lép. Gạo nếp. Gạo nếp. Gạo lép. Cảm ơn bạn Diễm nha. Già hơn cốm. Già hơn cốm, lon hơn gạo. Già hơn cốm già. Đây tóm lại đây được cốm già. Hôm nay gọi là cốm già. Cốm già. Mà nha. Nó có một mùi thơm rất đặc biệt. Ngon quá. Hôm em mang về bà không biết nấu nó bị nhão á. À cái này thì đồ đó. Đồ, cái này phải đồ. Nó nấu cho bằng nước rồi. Ngon lắm chú ạ. Nhưng mà cái món này là cái món mà yêu thích nhất của anh lần nào đến Bắc Hà. Cũng như nhà hàng anh hoặc là trên nhà hàng của anh Hải Dị Tuyên là lúc nào cũng phải ăn bánh trưng đen. Nhưng mà hôm nay thì sẽ kèm thêm món lạp sườn. Mọi lần thì mình rất là thích ăn kèm với lại một miếng khâu nhục. Rất thích kèm với khâu nhục, ăn nó rất là ngon và ngậy. Nhưng mà bây giờ kèm với lạp sườn đi. Mời cả nhà nhé. Mình làm tí cái này cho nó kiểu là nó cay cay dễ ăn. Ngon không? Ngon. Còn em thì làm xôi. Đây, xôi với lạp sườn. Hiện tại là lạp sườn hay là trong mình hay gọi là lạp sườn đấy, nhưng mà cái loại này thì khác nha các bạn. Với lại cả ba chị gác bếp của nhà anh Hải thì Diễm cũng đang phân phối trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và cả nhà nha. Đây là cái món mà bà con trên này hay ăn nhất đây này. Ngon quá. Em tưởng anh lấy cho anh Mách. À, anh Hải làm một miếng và anh dơ lên trước mặt, anh kêu anh ơi, làm anh Mách đang chờ. Không, đem, đem. Đẹp quá, đẹp lắm, cực kỳ ngon luôn. Đây, hãy thêm miếng xôi nữa đi. Ngon quá, kẹp bé lạp sườn này ngon này. Kẹp lạp sườn. Hợp luôn á. Rồi, tơi tơi một chút. Tơi tơi chết. Này cho thêm một miếng gì nữa nhỉ? Không, vậy là ăn thôi anh, không chấm gì nữa hết. Và thêm một chút tỏi tươi, cái lá tỏi. Đây. Mình phải chế biến chứ. Đặc biệt là ở đây xào với cái mầm tỏi đó anh em, và củ tỏi nữa, lá tỏi. Chơi nha. Anh Mách có cảm nhận được cái miếng thịt ở trong cái lạp sườn không? Nó không phải là nhuyễn như là mình hay ăn. Đúng rồi. Anh Dũng ơi, đang nóng thế này mà. Sữa bồi xuống khói, rất vừa thơm vừa béo. Không ăn là hối tiếc luôn ấy. Cảm ơn bạn Diễm. Mời các bạn nha. Cái lạp sườn nhà mình ấy, thường thường ấy là người ta là 3 phần thịt, 7 phần mỡ. Nhưng nhà mình là làm 5 năm, có nghĩa là 50-50, nên khi ăn nó rất là ngậy, nó không bị khô. Ngon lắm. Bạn nào mà ăn Tết thì nên mua cái này để trong nhà nha. Mình vẫn hay nói là thứ nhất là tùy vào cách làm của từng nhà, rồi thứ hai nữa là tùy vào chất lượng của từng nhà làm. Nhưng mà nếu như các bạn ăn đúng được cái chất lượng tuyệt hảo nhất của cái món ăn đó thì các bạn sẽ thích. Ví dụ như là lạp sườn hay là trâu gác bếp, nếu mà ăn về cái hàng mà kém chất lượng thì sẽ là ấn tượng xấu luôn. Anh mà em ăn vào cái hàng ngon là sẽ thích ngay. Anh em mua thì cứ gặp Phan Diễm. Phan Diễm đang là đại lý phân phối của Sapa TV nha các bạn nhé. Chứ các bạn mà mua ở trên mạng tràn lan là dính hàng đều, ăn nó không giao gì đâu. Cái món này nếu mà mập em vẫn tình nguyện ăn luôn á. Không ạ, cái cờ này không? Ngon quá nhỉ. Đây là kiểu châu Âu ấy em. Không phải là kiểu châu Âu. Món này ngon quá anh chú ạ. Ngon quá. Đây mình cuốn vào như này mình ăn này. Lạp sườn kết hợp với xôi mà làm từ cái gạo mà không phải là ăn. Không phải là gạo nếp già, mà tức là cái này nó chị Hoa gọi là già hơn cốm, nhưng mà lại non hơn gạo chín, lúa chín. Đúng rồi. Già hơn cốm, non hơn gạo. Cái là gạo này thì được người ta gặt về, xong rồi người ta cho vào đồ lên, cho vào cái chảo. Xong rồi đợi cái mẹt nó đồ xong rồi đem phơi khô, xong rồi sáp. Sáp này ăn cả mà không được bóp cái gạo, đặc biệt chỉ đồ đâu. Chị anh nhà hàng mình ở đây có tiếp nhiều khách nước ngoài không ạ? Có, mình tiếp khách nước ngoài khác. Khách nào Trung Quốc, Việt Nam, Tây, đón hết. Thú nha. Họ đến đây thường họ order những cái món như thế nào? Nói chung là họ ăn món đặc sản Tây Bắc. Nó lên Tây Bắc là ăn món Tây Bắc. Mà nhà hàng mình chắc thời điểm bây
Anh ơi, em xin phép các anh chút thịt ngựa mà nó không có mỡ ấy. Nguyên nạc không? Okay. Đây là loại này là thịt bách ngăn. Bách ngăn à? Vâng. Ok. Đây. Nghe không? Không, đạm cao. Ngựa đạm rất là cao rồi. Ngày hôm nay là anh Bách là cũng được thưởng thức gọi là khám phá nhiều về Tây Bắc rồi đúng không? Quá nhiều. Nhiều món ngon. Bách nghĩ Bách vừa nghe nói là tối nay có cái chợ đêm gì đúng không? Ừ. Thì ra cẩn thận ông ơi. Bắt nó về làm chồng ấy. Bắt nó về làm chồng. Bê hâm mộ nó bê luôn đấy. Bê luôn. Chị hủ ơi. Bê luôn. Sao thật đấy? Sợ quá, xíu em ở nhà chị ơi. Đấy thì em thôi, ra đây nó bê thì em phải chịu thôi. Mới chịu thôi à. Nhưng mà anh em đi không? Thôi em để em đi. Không, bê đồng chí này này. Chắc chai 12 bánh nước. Bê ông 6 muối, không bê ông 1 muối đâu. Rồi bây giờ mình ăn cả lạp xưởng này với lại rau cải mà xào lên cũng rất là ngon luôn. Mạnh à, dễ kết hợp rồi đấy. Anh Mạnh có vẻ là kết cái món đó. Anh Mạnh là thích cái xôi với lạp xưởng này đúng không? Xôi với xưởng này, ngon mà. Lão rất là dẻo. Ăn gần xong hiện ra đây nhá. Không, mình nghĩ là phải mua này bằng người về rút ra mày đấy. Khó đấy. Mà nhưng mà phải biết đồ nha anh Mách, nếu mà đồ không khéo nó nhão hết rồi đấy. Nấu này cũng phải là kỹ thuật cao ấy. Cái này chỉ được ngâm 30 phút nhá. Ngâm 30 phút. Dạ. Ngâm 30 phút xong để ráo nước cho vào đồ. Chứ không để ngâm lâu, không ngâm vào bếp đi đâu. Không mịt đồ là đồ sôi. Đồ sôi. Không chín tới là bỏ ra, mình đổ lâu lại là nhão. Đặc sản và cái ký ức mà lần đầu tiên Diễm tới chợ Bắc Hà là Diễm cũng được thưởng thức cái bánh chưng đen. Nhưng mà em nghĩ là cái này thì ăn thì là nó sẽ béo đấy, nhưng mà anh em mình cứ mỗi người thử một ít để cho biết cái khẩu vị ạ. À, với anh em mình share đi. Yeah. Wow. Đây. Ăn thêm một đĩa cơm ra đây này, lên đĩa chồng chồng đây. Rất là ngon nha các bạn. Yeah. À, nó giống như bánh tét của miền Nam thôi. Nhưng mà cái hương vị nó khác, cái là giờ cái đen đen đó, cái nếp giống như có trò nữa. Nó thơm cái mùi khói khói của trò. Ngon. Chính đó là anh Mách là bắt đầu hòa nhập vào cái văn hóa ẩm thực Tây Bắc rồi đấy. Tết này chắc chắn là Diễm sẽ nhờ chị Tuyên gửi vào một ít cái bánh chưng đen này mới được. Em yên tâm, hương vị rất là ngon. Không, cái này là bọn anh sẽ phân phối đâu nha. Tại vì cái này là mình bảo quản trong tủ đông được. Đúng rồi. Phải. Chúc mừng. Nhưng mà chị Hoa dạo này như nhìn càng ngày càng trẻ ra hay sao nhỉ? Xinh béo lên. Hả? Béo lên là xinh gì ạ? Tại vì chị làm nhà hàng mà, nên là phải kiểu... Hôm nay tới Bắc Hà thì em nghe đồn là chị Hoa chuẩn bị xây khách sạn to hơn nữa. Xây cái khách sạn cách đây 20 mét. Dạ. Wow. Dự kiến là bao nhiêu phòng chị? 50 phòng em. Ồ, thế là gấp đôi cái khách sạn hiện tại luôn. 7 tầng nhưng mà mặt đường của chị nó to, 27 mét mặt đường. Dạ. Nhưng mà dự kiến xây trong bao nhiêu lâu hả chị? Trong vòng 1 năm là sao? 5 ạ. Quán nó thọ xây trong vòng 1 năm là sao? Thế đúng lúc tầm sân bay mà. Tầm lấy sang năm là có cái trạm. Tại vì hiện tại Bắc Hà thì ngày bình thường thì dư phòng, nhưng mà cuối tuần thì gần như là rất là thiếu luôn, không đủ. Và cuối tuần trên Bắc Hà rất là đông khách. Trong khách Bắc Hà đông. Nhưng mùa xuân là Bắc Hà là thời điểm khoảng tháng mấy là đi là chụp hình là ok nhất thì gọi là đào em ở bắc đường ấy. Bắc đường thì trong Tết đã có rồi. Tháng 12 em lên thì đào là bắc đường rồi. Đúng rồi. Hoặc là đầu lăn mà có mùa hoa mận. Dạ. Em lên đấy thì nó đẹp. Sau rồi đến mùa mận em cứ lên thì chỉ đó. Bước một chân lên là có chị. Hôm trước ấy là chị Hoa cũng là bởi vì là Diễm thì kiểu ở xa nhà Diễm không bảo, nhưng mà chị Hoa bảo là hay là để anh chị bắt vé máy bay vào, mà thôi anh chị xa quá. Đi vào đám hỏi. Vào đám hỏi. Xem trên kênh. Xem trên kênh là cái trách mình. Ngày hôm nào cưới nhá. Vì xa với cái em tháp tụng anh chị vào. Không biết hỏi Hải bảo là không biết mời chị không bảo chị. Hay chị vào nhá, Hải bảo xa lắm cô để cưới vào. Mà em cưới tại vì đám cưới thì xa quá mà đường xá đi lại rất là khó nữa. Không mà giống như đi lên Tây Bắc thì đi về miền Tây thì đường nhỏ, đi ghe đi kênh, nhà nghỉ khách sạn thì ít. Nhưng mà chị đi một phần chị thích thì phải đi trên đoạn đường mà đi đến nhà cô dâu á, là đi qua một cái mương lớn và mình đi trên xuồng. Máy đúng rồi. Rất là thơ mộng luôn, hai bên rất là đẹp luôn nha. Mà chị ơi, hôm đám hỏi em là
còn hăng ngay nữa. Đây. Mọi người nhảy múa tưng bừng đấy. Cái nồi lẩu này á là ở đây thì sẽ có cái đọt Hà Lan nè. Đó, với lại ở đây là cái cải này hồi nãy chắc là của anh em mình đi đi hái về á. Ngon nhờ. Lung linh lung linh. Đây gà đen nha các bạn. Gà đen. Nghĩ là gà chín chưa? Chín rồi. Nồi đến một nồi lẩu gà này là bao nhiêu tiền chị hả? Lẩu gà đen này tầm 1,5 triệu, 8 người ăn. 8 người ăn rồi. Là nguyên một con luôn chị? Nguyên một con. Con nó khoảng 2 kg không? Một con tầm 2 cân. 2 một cân. Rồi. Một nồi lẩu là một con. Có ngô, đậu, lấm, bánh chưng. Có tử này sao chị? Có cả da dày. Tức là 1,5 triệu thì gồm nhiều nguyên liệu chứ không phải là mình cái dĩa gà không đâu. À đúng rồi, có cả kèm theo những món kèm theo là những món bò này. Bò nhúng cái này. Bò nhúng, ngựa, ngựa nhúng đấy, ngựa. Cái này là ngựa. Thịt giống như thịt bò nhỉ. 1,5 triệu nó gồm ngựa này, rồi dĩa dạ dày này, bao tử này, rau này, rau. Rồi đậu với nấm này. Rau. Có cả trứng à chị, bánh trứng đen luôn à. Kể cả cái trứng này nữa. Ờ, có cả trứng. Đặc biệt là gà đen. Đúng rồi, gà đen. Có 8 người ăn thoải mái luôn. Đến nhà này hay gì vậy? Cái combo này là có rất nhiều ngon, nấu có rất nhiều thịt. Xin. Nhưng mà 8 người ăn thì không biết nghĩ là cũng có 8 người luôn, không có 1,5 triệu thôi. Ăn trên là bắt rẻ. Đây em múc thịt với lại nước đi. Xong rồi lau thì anh em mình ăn cái nào đây. Trời này mà đang lạnh lạnh đi mà làm nồi lẩu này là hợp lý luôn. Quá hợp lý. Thank you. Phòng hát ở trên này à? À tầng 3 chính phòng hát. Nếu muốn tổ chức sự kiện là mình cũng có luôn phòng để ăn ở bên trên một tổ. Thấy có cái màn hình chiếu to lắm rồi. Màn hình to. Ăn xong tí mình đến hát nhá. Vâng. Ôi, hay quá. Nhưng mà giọng em đang viêm họng còn sao hát được. Hát thôi. Hát hay không bằng hay hát. Ý ra muốn thể hiện ca hát thì ra chợ đêm. Chợ đêm, chợ đêm. Đêm mới vui. Cái này chứa đủ độ cay để cho tí chẩm chéo vào cho nó thơm. Hơi kiểu là chị làm là cái hương vị này để cho ai ăn được đúng không? Nếu mà ai thích ăn canh thì em lại cho tí chẩm chéo vào. Cay cay thè thè thì. Có vẻ rau là Bắc Hà là số 1 luôn. Đó chiều thấy không? Hai bên sườn đồi còn là rau. Rau trong đó. Mai dừng đi. Diễm vừa mới kể với anh mất về cái lễ hội đặc trưng ở Bắc Hà mình, đó là lễ hội thua ngựa mà mình quên mất là tháng mấy anh Dũng? Tháng 6 vừa rồi, là tháng 6 đúng anh Hải? Anh em đều có quay trên kênh Samba TV và kênh Phạm Dũng về cái lễ hội đua ngựa đấy, rất là đặc sắc. Lễ hội đua ngựa này, mấy con ngựa mà chạy mà lên khán đài này. Đúng không chị Hoa? Đúng rồi. Năm vừa rồi thi đấu Hà Lan ăn rất là ngon luôn á. Nhưng mà Dũng lần đầu trải nghiệm đua ngựa vùng cao thấy vui không? Vui mà đông vui hơn là mình nghĩ nữa. Mọi người đi xem như là xem một trận bóng đá vậy. Con với Dũng cũng lên nhỉ? Con này. Ai đang bị giật? Con ngựa mà nó sắp vô địch rồi ấy, nó chạy lên khán đài luôn hoặc nó chạy vào giữa sân. Không mà ngựa này to mới là nó ngựa nhiều con to lắm nhỉ, có con to ngang cơ con chó béc dê. Anh Mách cưới là hợp đấy. Cái em mà cưới nhiều người bảo là con ngựa này mà ông Hải ông cưới phải cưới cái mẹ lưng. Bé à, bé thôi à. Chân này là ngựa dân to. Mà hôm nay anh Mách hình như là lần thứ 2 hay là thứ 3 gì đó chính thức được ăn gà đen trên bản luôn đấy. Thì cảm nhận như nào anh Mách? Đặc biệt là cái món mà nhúng lẩu này nó sẽ rất là tươi nữa. Nhúng lẩu thì nó ngọt hơn, nó mềm hơn. Buổi sáng ăn thì nó kiểu mà nó dai theo kiểu mà ta đã luộc, ta hấp lên để lấy ra rồi. Cho nên là nó không có bằng lúc mình đang luộc nó nóng như thế này. Mình mất thích gà đen ở một cái chỗ là cái da nó rất là giòn và thịt nó ngọt, cũng ngọt là anh nghĩ là nó sẽ ngọt hơn cái gà ta mình ở nhà đó. Bên nhà chị có món gà đen hầm với nấm ăn cũng rất ngon.
gà om lấm, gà đen om lấm. Mình vẫn hay nói là rất là vui. Ví dụ như chị thấy là về Sapa là có gọi là trụ sở của Sapa TV. Còn mình về với Bắc Hà thì món này thì ăn cơm thì về Bắc Hà thì có nhà hàng khách sạn anh Anh. Còn các bạn mua đặc sản ấy thì hai bên anh nhà anh Hải với lại nhà hàng anh Hải thì còn có mấy cửa hàng đặc sản là cũng gần nhà hàng anh luôn. Cho rau này ra đây rau nhiều quá. Bây giờ em đố anh Mách, cho anh Mách cái dĩa này xem là anh Mách đoán đây là món gì. Cho em dĩa đó đi chị. Đây. Này mà ăn cái cơm đi. Em cơm trắng không nha. Cảm ơn. Biết là béo rồi nhưng mà vẫn phải quất thêm miếng nữa. Đây, đố anh Mách biết đây là món gì? Giống ức vịt nha. Ức vịt này. Đây là ức vịt đúng không? Đây, anh coi này. Chắc chắn là ức vịt rồi, ức vịt rồi. Ức vịt. Đây, anh nhìn cho phải ức vịt không? Đây là món thịt lợn. Đây là món khâu nhục. Làm thì khổ mà ăn thì nhục. Anh Mách thử một miếng đi. Làm mà kỳ công với xôi nha. Kỳ công lắm nha anh. Anh ăn với xôi này là ngon lắm rồi. Nhìn thấy cái lớp mỡ, anh ăn cái lớp thịt nạc thôi. Mỡ nhiều vậy. Ăn đi. Na là ăn một chuyến một đĩa. Một chuyến một đĩa. Thì ngay nghe này con gì đấy? Con lợn. Lợn à? Ăn heo đấy. Lợn. Nhưng mà ý là chế biến kỳ công ấy, phải làm nhiều công đoạn ấy. Mà nó ngon nhất là cái mỡ nó tan chảy. Cho anh ăn kèm mà gói thêm ít dưa này, chua này vào nữa. Cô thử. Nhân ăn có vẻ hơi hoang mang đấy. Hoang mang lắm. Lấy thêm chị một cái mặt. Anh thấy có lạ không? Lần đầu tiên ăn khâu nhục đúng không? Đúng rồi, lần đầu tiên. Tôi mới nghĩ là giống nó thịt con vịt ở nhà. Giống thịt con vịt. Các loại vịt mà nó này có thêm cải chua nữa cho nên là hơi chua một chút. Cái khâu nhục nhà chị làm, chị bán này. Các bạn thấy là rất là ít mỡ nha. Cái thịt nạc khá là nhiều. Này ăn với xôi hoặc là mình ăn với cái cơm trắng ấy. Rất là ngon. Em thử miếng luôn nha. Khâu nhục. Khâu nhục tế mới làm món này đúng không? Đây là cái món này là mình thích nhất. Vừa lấy thắc mắc không có phải ăn kèm với lạp sườn. Nhưng mà khi lên lần đầu tiên ăn bánh trưng đen rán lên là ăn tại Bắc Hà đây. Và mình lại ăn với cái khâu nhục như này. Ăn rất là béo luôn. Đấy, cứ thử thì mới biết này. Tú ăn này là chuẩn này. Mồm miệng nó phải mỡ này, nóng nãy. Hai bên đúng không? Và cũng chính tại chợ phiên Bắc Hà này thì anh em mình cùng nhau trải nghiệm những thứ đầu tiên luôn. Ăn xôi xôi ông nói đây là sai rồi. Vũ sắc nói này. Nói đây mới chuẩn này. Đầu tiên là hai ông phải gặp tôi cho Bắc Hà. Đúng rồi. Cái chợ cũ này này. Ăn xôi vũ sắc này, ăn khâu nhục này, ăn gà đen này, rồi ăn bánh trưng đen này, rồi gặp anh Hải nữa. Anh Mách ạ. Cái miếng mỡ này này. Ăn bảo nó tan chảy trong mồm. Sướng lắm. Anh cứ thử một lần trong đời đi, không ăn rồi. Sau này già trẻ không chơi, già hối hận anh ạ. Mà em có đề xuất ngày mai là nên là tái hiện lại cái hình ảnh mà anh Hải này, anh Tú với anh Dũng là gặp nhau tại chợ biên Bắc Hà ấy, gặp nhau thế nào. Nhưng mà còn thiếu một cái nón đúng không? Cái đúng nón rồi. Tặng nhau mà, trao nhau cái chiếc nón. Nó bằng ạ. Tú có ôm nhau hôn không? Ôm hôn thẳng thiết không? Có luôn à. Oh yeah baby. Kiểm tra là dễ tính nha. Cái đặc trưng của cái gà đen này là chị thấy nấu lẩu nhưng mà nấu cũng rất là nhanh nha. Không phải hầm lâu nha, thịt cũng nhanh chín. Ngon quá. Đúng là ăn cùng với bánh chưng này là tuyệt vời. Cho ăn cái bánh chưng nữa đi. Anh Mách là bình thường không ăn nhiều loại dầu mỡ đâu. Nhưng mà anh ăn tới cái thứ hai này là các bạn phải biết rồi đấy. Cũng được đấy. Em cũng thích nhưng mà em không dám ăn. Đúng em rồi. Ăn mới có một cái thôi. Cái này năng lượng nhiều lắm em. Nếp nè, dầu chiên xào nè, mỡ bên trong nè, wow, quá nhiều năng lượng. Nhưng mà coi là kệ, lâu lâu chiếc meal bữa, đúng không? Thôi, chả mấy khi ra làm thêm miếng nữa. Cái này các bạn coi. Ăn thêm miếng nữa đúng không? Có nhân đậu xanh rất là nhiều. Miếng không nhục đi anh. Chị Tiên có thử miếng không? Anh ăn miếng nhỏ, không miếng nhỏ. Đây mời cả nhà nha. Một lần trong đời đúng không? Một lần trong đời đúng không? Anh cũng thử không? Mình nhớ đây, ăn một miếng rồi. Còn thế. Miếng đấy nhỏ nhỏ, ăn một nửa thôi. Ăn với cơm trắng cũng được anh đây.
Đâu không, ăn đĩa này mới đây mới sướng nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Gần đây có cái phòng tập nào không chị? Có. Ăn xong mình dẫn đi tập. Mình đi tập luôn. Ok nha. Quá béo luôn. Nhưng bây giờ nếu mà khách mà tới đây bình thường là có phải đặt bàn trước không chị hả? Thì sẽ gọi trực tiếp với chị Hoa hay là gọi cho ai ạ? Gọi cho chị cũng được mà nhà chị cũng có số. Gọi cho chị khác có số. Số nào chị hả? Số gọi cho 0913 971313. Số của anh Thịnh. Anh Thành Nghi nghe số về bên nhà 0913 971313. Hôm nay gọi tâm sự thì được biết là con trai lớn của anh Thịnh với chị Hoa là vừa đi du học với anh Dũng. Vừa đi hả chị? Học giỏi nhất là du học ở nước nào chị? Đi ở nước Anh Quốc. Anh Quốc. Cháu đi học thạc sĩ. Wow. 200 triệu tháng học phí rồi sinh hoạt này kia đó. Có tiền để làm gì để cho con có cái điều kiện đây mẹ hãy cứ làm thôi, kiếm tiền để đưa con học. Tương lai là vì con. Dạ. Tất cả là vì con em chúng ta. Đúng rồi, tất cả là vì con em chúng đó. Mà hôm nay mấy cái món này ngon, nên là ăn nhiều. Cái rau này ngon lắm. Nếu mà về Hà Giang ấy thì sẽ có thêm cái gọi là hoa tam giác mạch. Rau tam giác mạch, cái ngọn nó đúng rồi, ngon đấy. Không phải hoa tam giác mạch. Hoa tam giác vàng. Tôi đến tam giác vàng. Tam giác vàng, tam giác mạch ngon. Tam giác vàng là mắt đấy. Tam giác vàng đứng trong cuộc phim ấy, chắc anh xem không? Rồi, cho xin không? Diễn tiếp nha. Rất là ngon. Anh em mình quay phim ấy thì cố gắng gọi nhiều món để có thể là quảng bá ẩm thực. Nhưng mà nếu mà các bạn mà đi kiểu đi chơi chợ phiên này sáng mai đi ấy, mà buổi tối lạnh lạnh này thì trước cái hôm chợ phiên thì các bạn chỉ cần gọi một nồi lẩu thôi. Cả gia đình ngồi ăn là ok. Em không biết ở đâu được. Nó rất là ngon, chị làm vừa bát và khẩu vị thôi. Nồi lẩu được quá. Anh ơi, nhận hết bát cơm rồi anh à. Cái rau này á, ưu tiên là mình cứ nhúng vào là gấp ra ăn luôn. Chứ nếu mà để lâu quá nó mềm như vậy. Bây giờ chế độ dinh dưỡng rồi, ăn ít mỡ thôi. Nha. Ok. Nhìn mấy trái ngô này hồi chiều mất nhớ lại trong nhà của mấy người bạn dân tộc ấy. Nấu rượu ngô nha. Hầu như nhà nào cũng nấu rượu. Anh có muốn thử tí rượu ngô không? Ở đây có này. Ờ hả, nãy giờ ngô nha chị đấy nhá. Đó, cho xin xin coi em chén vài chung đi. Cho em chén đi, em thèm. Đấy. Chị có đây. Đây lái xe chưa được thì chị đang ngồi đây mà chị gọi chủ quán á. Anh Thịnh. Chị Hoa chủ quán ơi. Chị Hoa chủ quán ơi. Mà rượu ngô nếu mà khách tới đây là mua bình hay là mình ăn cơm đây là được miễn phí luôn chị? Ăn cơm tính tiền rượu riêng. Rượu chưa có nấu ở đâu, chỉ nhập của bà con đấy. Không, mình phải nói thật đúng không? Nên đây là phải nói thật đấy. Thường là bao nhiêu một bình chị? Nếu mà rượu ngô thì rượu nó cũng tùy. Có những rượu nó ủ lâu hay đắt nhất là cái ủ lâu ạ. Ủ lâu càng. Còn bình thường thì chỉ vài chục một lít thôi. Bình thường chỉ 30 nghìn một lít thôi. Cho em một bình ủ lâu đi chị ạ. Rượu hồng mi ấy chị nhỉ? Men hồng mi. Men hồng mi. Nhà chị cũng vào bán đồ chuẩn. Cũng vào bán hàng gì thôi. Hàng ngon lắm. Lâu lắm anh không được uống rượu ngô. Đi đúng rượu qua cầu mà giờ giá chắc rẻ hơn chị ha. Rượu qua cầu không uống đâu. Đâu đâu mà. Không bao giờ có luôn. Ở đây mà pha cồn đang uống rượu này. Ở đây mà pha cồn ra chợ phiên nó bảo là cái tay nào là tay pha. Tay nào là thả. Cái đấy vào là nó để lại cái tay luôn. Wow. Nhà nhà mình ngon quá chị ạ. Sáng mai là mấy giờ mình dậy đi chợ anh Hải ạ? 4 giờ. 4 giờ là dậy đi chợ rồi. Trời. Nghe như sếp đánh ngang tai. Con gái Long Vương ngày mai liệu có phủ bếp cho mình buổi sáng. Chị Hoa này là mặc dù ở đây nhưng mà nếu mà nói là đi mấy cái chợ xa xa của anh thì chưa bao giờ đi được luôn. Không, chưa dậy được. Dậy được, sớm lắm. Dậy chưa ngủ dậy. Đi rồi chưa ngủ dậy đâu rồi.
bảo là em đang chưa chọn. Nhưng mà cũng phải chia sẻ với cả Phạm Dũng là sắp tới Hải sẽ quay một cái series chợ phiên đúng nghĩa, có nghĩa là ngày xưa mình hay quay ấy, là dậy rất sớm quay những khâu mà bà con chuẩn bị này, vì gà vì lợn rồi đút chân giò mọi thứ, xong rồi mọi người nói chuyện nhau vui lắm. Đấy, mà buổi sáng sớm ấy thường nó hay có những cái cảnh đẹp biển mây các kiểu ạ. Đấy, sau đó mình sẽ quay những cái series đẹp đẹp để chia sẻ với mọi người. Thực ra cái kênh của mình rất nhiều anh em cứ thấy bảo là anh em mình toàn ăn uống chứ không phải đâu các bạn ạ. Kênh của anh em mình chính là ẩm thực, nhưng mà ẩm thực mình khai thác ở nhiều mặt, chẳng hạn như là chợ phiên, đám cưới, đám ma, làm nhà bông mả, nói chung là nhiều lắm. Là anh em cứ yên tâm là nội dung là phong phú nên không phải lo. Giống như là kênh Phạm Dũng ấy, chị cũng xem comment ấy, thì nhiều bạn nói là ngày xưa là hay đi quay những câu chuyện ấy, những quán ăn ở vỉa hè đường phố Sài Gòn, nhưng bây giờ thì cứ là đi theo kiểu là nhà hàng quán ăn. Nhưng thật sự là mình, anh em mình vẫn luôn nói là mỗi một giai đoạn mình sẽ phải cố gắng thay đổi để các bạn không bị chán. Mấy hôm nữa lại về với ẩm thực đường phố Sài Gòn thôi các bạn ạ. Còn anh Max hôm nay có một cái buổi trải nghiệm khá là đầy đủ, từ bản rồi về tới nhà hàng rồi ăn tất cả các món ngon đặc trưng ấy, thì có cảm thấy hài lòng về chuyến đi này chưa anh Mách? Cảm thấy là bỏ công bỏ sức chưa anh? Chưa hài lòng lắm. Thật sự là mới trải nghiệm có 50% thôi, đoạn đường thôi. Nhưng mà còn nhiều cái hay ho lắm, mọi người đang sắp sửa bật mí cho Mách biết nha. Mách sẽ từ từ cảm nhận và sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả để cảm nhận cùng Mách nha. Ok. Anh Mách là một người đã đi tới hơn 50 nước hay là 60 nước rồi, trên thế giới rồi. Thì để xem là sau cái chuyến đi ngắn lần này với anh em mình xem là cảm nhận như nào về quê hương Việt Nam, đặc biệt là vùng núi phía Bắc này nữa. Mặc dù là chưa đi nhiều các tỉnh phía Bắc, nhưng mà khi mà trên đường đi á, những cái cảnh vật xung quanh chẳng hạn như là đồi núi nè, rồi bãi biển trải dài hình chữ S, Bách cảm thấy là rất là hạnh phúc vì cảnh vật của thiên nhiên Việt Nam rất là đẹp luôn. Nhưng mà do Mách chưa cảm nhận, chưa có đi khám phá, cho nên là từ bây giờ chắc mấy Mách cứ đi thường xuyên hơn để chia sẻ tất cả các bạn. Đó, Mách nghĩ là quá đẹp luôn, để chia sẻ tất cả các bạn thế giới nữa. Ok. Là rất là vui các bạn ơi, mình lần này đi thì có các anh em đồng hành cùng với anh Mách, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp. Và đặc biệt là cái hành trình này thì anh em có nhau, và khán giả cũng sẽ hiểu hơn là anh Mách là ngoài thi đấu là thể hình 6 lần vô địch thế giới, thì cái cuộc sống bình thường này hay những cái cảm nhận riêng của anh về cuộc sống nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là hành trình này mình đi thì cũng một tuần rồi, nên là hy vọng là các bạn nào mà ở nhà hoặc là có nhu cầu về các mặt hàng ấy thì ủng hộ Khoa Nhiễm nha. Về yến xào này, hải sản này, hay là cô hủ dừa, rồi các mặt hàng đặc sản Tây Bắc thì Nhiễm cũng đang phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn nào mà đang xem clip này mà có ý định đi chợ phiên Bắc Hà, thứ nhất là nên chuẩn bị trước là mình ăn nghỉ ở đâu, thứ hai là sắp xếp cái lịch trình cho phù hợp, thì các bạn có thể gọi cho anh chị Hoa Thịnh khách sạn nhà hàng Anh qua số nào chị đọc lại một lần nữa giùm em với chị. Gọi số 0913 971313. Đấy. Ưu tiên hôm nay Diễm được biết là nếu mà mình nghỉ ở khách sạn của anh khách sạn anh chị này thì sẽ có xe điện đưa đón miễn phí là về nhà hàng này, ăn xong rồi đáp trả lại về khách sạn luôn nha. Wow. Rất là yên tâm luôn. Còn nhà anh chị còn có một chuỗi xe điện, mấy chục xe điện là đưa đón các cái tuyến điểm tham quan ở trong trung tâm thị trấn Bắc Hà. Không một hãng nào đâu, có mỗi một hãng duy nhất anh thôi. Độc quyền thế à? Độc quyền. Chắc là clip này mình cũng xin phép kết thúc ở đây thôi, để mình chuẩn bị sức khỏe ngày mai cùng với tất cả bạn chính thức khám phá chợ phiên Bắc Hà cùng với lực sĩ Phạm Văn Mách nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Khoan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Khoan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Khoan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Khoan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Khoan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.